Chào mừng bạn đến với kênh KiWi Truyện, mời bạn xem tập tiếp theo bộ truyện Mục thần ký tập 20 và tập 21, Long Thành Đổi Thủ, Sản Nghiệp Trần Mục, Thái Tử Thiên Đô. Tần Mục bị nàng nắm tay, chỉ cảm thấy tay của cô bé mềm mại mịn màng, khiến lòng hắn rung động, tuy nhiên lòng dạ độc ác của Phó Đình Nhạc vẫn khiến cho hắn cực kỳ khó chịu. Hắn quay đầu nhìn lại, trên bình đài trong hồ, Phó Đình Nhạc cắt 10 ngón tay của đối thủ xuống, nhưng vẫn không dừng lại, ngược lại tiếp tục cắt cổ tay của đối phương, hưng phấn đến càng giống dã thú hơn cả dã thú. Đây là một người điên, tuy nhiên nói đi thì cũng nói lại, vị công tử Đình Nhạc này thật giống có chút liên quan với mình. Tần Mục suy tư, năm đó Tư bà nhặt được hắn từ bờ sông, bởi vì sợ hắn chết yểu, liền lẻn vào Tương Long Thành bắt thành chủ phu nhân vừa sinh con trai không được bao lâu, biến thành một con bò sữa nuôi nấng Tần Mục, để Tần Mục sống qua thời kỳ chết non. Lúc đó con trai của thành chủ phu nhân sinh ra, hẳn là Phó Đình Nhạc này. Tần Mục uống sữa mẹ hắn lớn lên, liên hệ giữa hai người chính là chỗ này. Tần Mục quay đầu lại, thiếu niên trên bình đài trong hồ kia đã không thể cứu, bởi vì 100 long tệ, hắn tiến vào phủ thành chủ đánh lôi đài, dám đi vào, tự nhiên là có chút bản lĩnh, lại không nghĩ rằng sẽ mất mạng. Bên trong trấn Giang lâu ca múa mừng cảnh thái bình, Tần Mục theo Linh Dục Tú vào trong, chỉ thấy trong lầu vũ nữ đang nhảy múa, 5 ngón tay của những vũ nữ này xẹt qua không trung, phát ra tiếng vang leng keng giòn giã, là âm thanh phát ra từ nguyên khí của các nàng, một cái ngẩng đầu, một cái nhún chân, đều kèm theo âm luật, vừa nhảy múa uyển chuyển, vừa có thể sử dụng nguyên khí xuất ra ca khúc tuyệt vời, khiến Tần Mục tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hai bên lầu các thì lại có thật nhiều bàn trà, rất nhiều người dung nhan bất phàm đang ngồi trên mặt đất, uống rượu mua vui, có người thưởng thức ca vũ, có người thì lại nhìn về phía bình đài trong hồ, thưởng thức quyết đấu. Tình hình trên bình đài đã cực kỳ thê thảm, thiếu niên mình đồng ra sắt kia đã bị hành hạ đến không còn hình người, thế nhưng bên trong lầu lại không có ai lên tiếng ngăn lại. Linh Dục Tú lôi kéo Tần Mục, đi thẳng tới một cái bàn trà ngồi xuống mặt đất bên cạnh, thoải mái, không hề có ý tứ khách khí. Ngồi bên trong trấn Giang lâu đều là cường giả đến từ các nơi, uy vũ bất phàm. Nhìn thấy một đôi thiếu niên nam nữ đi tới này, ai nấy đều kinh ngạc, nhưng cũng không mở miệng hỏi. Trong lòng bọn họ một đôi người ngọc này chắc là đệ tử của vị cao nhân nào đó, cũng nhân cơ hội trấn Giang lâu lần này đến tham gia trò vui, mở mang tầm mắt. Trên bàn trà trước mặt đều là kỳ chân dị quả, món ngon sơn hảo hải vị, các loại kỳ chân dị thú được chế biến muôn màu, muôn vẻ, tươi mới ngon miệng, khiến Tần Mục thèm nhỏ dãi. Hắn bị Tư bà kéo đi bán dê bò, mua đồ, buổi tối còn chưa có ăn cơm, đã sớm cảm thấy đói bụng. Tần Mục nếm thử đồ ăn trước mặt, ánh mắt sáng lên, chỉ cảm thấy đầu lưỡi đều muốn tan ra, không nhịn được chuyên tâm đối phó món ngon sơn hào hải vị trước mặt. Ngược lại Linh Dục Tú tuy nói có chút đói bụng nhưng chỉ ăn 2 miếng liền dừng đũa, rất thú vị nhìn hắn ăn như hùm như sói. Ngồi ở bàn trà bên cạnh Tần Mục chính là vị giáo chủ phu nhân xinh đẹp chấn động toàn thành kia, cũng rất thú vị nhìn Tần Mục và thiếu nữ bên cạnh hắn. Nàng đến cùng có phải là Tư bà hay không? Tần Mục thầm nghĩ, ngoài trừ nàng ở ngoài, còn có một người thỉnh thoảng liếc về phía Tần Mục bên này. Tần Mục nhận ra được ánh mắt của người này, ngẩng đầu nhìn lại, hơi run run, người này một thân giáp trụ, mặc dù là dự tiệc cũng không cởi giáp trụ ra, chính vị tướng quân trẻ tuổi Tần Phi Nguyệt từng có duyên gặp gỡ 2 lần trên Dũng Giang kia. Tần Phi Nguyệt cũng ở nơi đây, hắn không về Duyên Khang Quốc sao? Tần Mục vô cùng kinh ngạc, sau đó lại vùi đầu đối phó đồ ăn trước mặt. Linh Dục Tú cười nói, vị tiểu tướng quân kia vẫn đang nhìn ngươi đấy, hắn nhận ra ngươi. Tần Mục nuốt thức ăn trong miệng xuống, suy nghĩ một chút, nói, từng có 2 lần gặp mặt, bên cạnh hắn còn có một tên thất công tử mập mạp, không biết đi nơi nào. Linh Dục Tú giận dữ, nhéo lên cánh tay hắn một cái. Tần Mục không biết cô bé này tức giận cái gì, thầm nghĩ, cô bé này thật là kỳ quái, tướng quân Tần Phi Nguyệt kia cũng rất kỳ quái, lúc cô bé này véo mình hắn suýt nữa nhảy lên, lại nhịn xuống, bị nhéo chính là mình, lại không phải hắn, hắn đau cái gì? Đột nhiên, một ông lão mở miệng nói, thành chủ, bên ngoài là lệnh lang sao, thực sự là có bản lãnh. Nghe tiếng Đình Nhạc công tử đã lâu, chính là võ giả trẻ tuổi mạnh nhất trong Tương Long Thành, hiện giờ xem ra quả thực bất phàm. Phó Vân Địch cười nói, Bách Thiện lão nhân quá khen, tiểu nhi chỉ là học chút pháp môn thô lậu, làm trò cười cho người trong nghề. Vị Bách Thiện lão nhân kia cười hít mắt nói, cũng không phải là như vậy. Từ lâu đã nghe Đình Nhạc công tử chính là võ giả số 1 trong phạm vi ngàn dặm, năm ngoái Đình Nhạc công tử liền trải qua 352 trận khiêu chiến, đánh chết 352 tên võ giả đến từ các nơi, không người nào có thể chạy trốn khỏi tay hắn. Tuổi còn trẻ liền có sức chiến đấu cỡ này, thực là tuyệt vời. Tần Mục nhíu nhíu mày, tiếp tục chuyên tâm ăn cơm. Phó Vân Địch vội vã cười nói, những người tiểu nhi đánh chết đều là vứt bỏ dân bên trong đại khư, nếu là nơi khác đến, tiểu nhi vẫn sẽ lưu tình. Bách Thiện lão nhân cười nói, bên trong vứt bỏ dân cũng không thiếu cường giả, bản lĩnh của công tử Đình Nhạc xác thực tuyệt vời. Dứt lời than thở không ngớt. Phó Vân Địch ha ha cười nói, tiểu nhi là người thành thật, không cưỡng bức người khác tỉ thí cùng nó, đều là đi trên đường mời những vứt bỏ dân bên trong đại khư này đến đây đánh lôi đài, thưởng tiền tài. Tiếc rằng người chết vì tiền, chim chết vì ăn, những vất bỏ dân này vẫn là nối liền không dứt tới khiêu chiến Tiểu Nhi, kết quả đều nộp mạng. 100 long tệ này của Tiểu Nhi lại chưa từng tốn qua, nói đến Tiểu Nhi thực sự là sẽ sống qua ngày đây. Dứt lời cười ha ha, mọi người cũng hùa theo cười to lên. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nụ cười của một lão giả mặt đen chợt thu lại, âm thanh như sấm che khuất tiếng cười của mọi người. Giáo chủ phu nhân đã nghiên cứu Đại Dục Thiên Ma Kinh nhiều năm, hiện nay có thể cho chúng ta cũng mở rộng mắt hay không? Vị lão giả mặt đen thon gầy này ngồi đối diện Trần Mục, hình dung tiều tụy, hai mắt vô thần, ngồi ở chỗ đó như là một đoạn than củi bị đốt đen thui, thế nhưng âm thanh lại rất lớn. Lời hắn vừa nói ra, lập tức ánh mắt của tất cả mọi người trong lầu đều tập trung trên thân thể vị giáo chủ phu nhân tràn ngập mị lực ở bên cạnh Trần Mục kia. Trần Mục vội vã thả đũa ngà voi xuống, không nhúc nhích, ngậm miệng, rồi không nhịn được lại lén lút nhai thức ăn còn trong miệng. Thức ăn trong miệng bị nuốt vào bụng, thiếu niên chần chờ một chút, lại nhịn không được, cầm lấy đũa ngà voi gắp một miếng phổi cá xào lăn rồi nhanh chóng nhét vào trong miệng. Vị lão giả giống như than đen giận tím mặt, căm tức nhìn Trần Mục, "Ngươi đừng ăn." Vị giáo chủ phu nhân bên cạnh Trần Mục cười hì hì nói, "Hóa ra là Hắc Tôn giả, Hắc Tôn giả hà tất nổi giận, thành chủ mời chúng ta đến đây là để ăn cơm, vì sao không thể ăn? Thành chủ, ngươi nói đúng hay không?" Phó Vân Địch tàng hắng một tiếng, cười nói, "Lần thịnh hội này cũng là tiệc rượu, xin chư vị thưởng thức món ngon sơn hào hải vị của Tương Long thành ta, đương nhiên là chỉ cần ăn được, chủ và khách đều vui vẻ." Giáo chủ phu nhân khẽ cười một tiếng, ngắt một trái cây đỏ bừng thả vào trong miệng, ung dung thong thả xoa xoa tay ngọc nhỏ dài, sau đó hứng thú nhìn Trần Mục tiếp tục ăn như hùm như sói. Linh Dục Tú cũng kinh ngạc, hồn nhiên không nghĩ tới Trần Mục ở tình huống như vậy lại vẫn có thể ăn được. Cũng không lâu lắm, Trần Mục đã ăn lửng dạ, suy nghĩ một chút, lại lấy từ trong lòng ra một bao giấy dầu, bỏ lương khô bên trong ra, sau đó chọn thức ăn mềm mại ngon miệng trên bàn trà gắp một ít đặt vào bên trong bọc giấy, cẩn thận từng ly từng tí một gói lại. Hắc Tôn giả giống như than đen đối diện kia không nhịn được quát lớn nói, "Tiểu tử, người ăn không ngớt còn bọc mang về nữa hả?" Trần Mục ngượng ngùng nói, "Ta và bà còn có gia gia mù ngày hôm nay mới vào thành, trên đường chỉ ăn chút lương khô, vẫn không có ăn thức ăn. Thức ăn nơi này rất thơm, tuổi của bà và mù gia gia đã lớn, vì lẽ đó ta chọn một ít mang về cho bọn họ." Dứt lời, nhìn giáo chủ phu nhân một cái, trong lòng nghi hoặc, nàng đến cùng có phải là Tư bà hay không? Chờ một chút, mùi thơm này chẳng phải chính là mùi son mình và Tư bà mua hay sao? Trong mắt giáo chủ phu người lóe ra một tia ánh sáng dịu dịu, tựa hồ rất là cảm động, cười nói, "Ngươi còn là một người hiếu thuận, ta càng xem ngươi càng thấy vừa mắt." Tất cả mọi người trong lầu đều có dáng vẻ như xem trò vui, tràn ngập đồng tình với Trần Mục. Giáo chủ phu nhân vốn là ma nữ lừng lẫy có tiếng, phiền nhất là những lễ nghi phiền phức của loại hình hiếu đạo này, tiểu tử kia nhất định sẽ bị chết cực kỳ thê thảm. Hắc Tôn giả đen như than kia đợi cho Trần Mục gói kỹ đồ ăn, lạnh lùng nói, "Ăn no chưa?" Trần Mục đàng hoàng nói, "Lừng dạ." Hắc Tôn giả tức mình, lạnh lùng hừ một tiếng, tiếng hừ truyền ra, trăm cửa sổ của trấn Giang lâu ào 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 vang vọng. Trần Mục không khỏi kính phục không ngớt, khen, "Tu vi của tiền bối rất hùng hồn, ta không làm được." Chán Hắc Tôn giả nổi gân xanh, kiềm chế tức giận, lặng lặng chờ đợi Trần Mục ăn xong, mà giáo chủ phu nhân vẫn cười tủm tỉm cũng thả đũa ngà voi xuống, không ăn nữa. Hắc Tôn giả phun ra trọc khí giấu trong lồng ngực một lúc lâu, lạnh lùng nói, "Hiện tại đều ăn no rồi chứ, có thể nói chính sự chưa?" Ánh mắt mọi người bên trong lầu sáng như tuyết, dồn dập rơi vào người giáo chủ phu nhân. Giáo chủ phu nhân một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, khiến trước mắt mọi người bên trong lầu tựa hồ cũng sáng sủa rất nhiều, cười nói, "Hắc Tôn giả, cho dù giao Đại Dục Thiên Ma Kinh cho ngươi, ngươi cảm giác mình có thể còn sống mà đi ra Tương Long thành sao? Chỉ sợ thành chủ là người thứ nhất đòi mạng ngươi, hơn nữa chư vị đang ngồi, e rằng cũng sẽ không cho phép ngươi sống mà đi ra đại khư." Hắc Tôn giả đứng dậy, nguyên khí phía sau đột nhiên trở nên cực kỳ đen kịt, ngưng tụ trên không trung sau đầu hắn, hình thành một vị thiên ma bốn cánh tay, giữ tợn hung ác, vận dụng nguyên khí đến loại trình độ đăng phong tạo cực này, thậm chí nguyên khí hiện ra thành ma thần, loại thủ đoạn này không kém hơn bát tướng thiên thần công của Phó Vân Địch. Hắc Tôn giả liếc nhìn chung quanh, lạnh lùng nói, "Nếu thánh điển thiên ma giáo rơi vào trong tay của ta mà nói thì chính là của ta, ai dám mơ ước, không sợ bị ta làm thịt sao?" Mọi người trong lầu chỉ cười không nói. Giáo chủ phu nhân cười ha ha nói, "Trong phòng này còn có khách quý của Duyên Khang Quốc, còn có cao nhân ẩn nấp của Đại Khư, ngươi có thể tiêu diệt vị nào? Vị tiểu tướng quân này chính là đến từ Duyên Khang Quốc chứ hả?" Nàng chỉ chính là Tần Phi Nguyệt, cười nói, "Nghe tiếng quốc sư là người mạnh nhất dưới thần đã lâu, nghĩ đến đệ tử cũng là bất phàm." Tần Phi Nguyệt khẽ khom người, nói, "Tiểu tướng là Tần Phi Nguyệt, gia sư xác thực là quốc sư Duyên Khang, tuy nhiên ta đến đây cũng không phải là vì giáo chủ phu nhân và Đại Dục Thiên Ma Kinh. Tuy giáo chủ phu nhân là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, Đại Dục Thiên Ma Kinh được xưng là phương pháp thành thần, nhưng quốc sư không để ý." Trong giọng nói của hắn có một loại ngạo khí tự nhiên, là quốc sư mạnh nhất dưới cấp thần, không để ý bất kỳ công pháp nào, dù cho là kinh điển có thể thành thần của ma giáo. Đột nhiên, chỉ nghe một âm thanh cười lạnh nói, nơi này là Đại Khư, không phải Duyên Khang Quốc, quốc sư có quan tâm hay không liên quan cái rắm gì đến chúng ta. Mắt Tần Phi Nguyệt lộ ra sát khí, theo tiếng nhìn lại, người nói chuyện kia đang ngồi đối diện với hắn, chính là một đại hán râu quai nón, quần áo phanh ra, lẫm lẫm liệt liệt ngồi trên mặt đất, một tay bóc thức ăn, một tay thì thò vào ngực kỳ bụi, không bao lâu liền vê được một hình tròn nhỏ đen thui, tiện tay bắn ra, không biết cái hình tròn nhỏ đó bay đi nơi nào. Tần Phi Nguyệt cau mày, lộ ra vẻ chán ghét, thảo mãng trong Đại Khư thực sự thô bỉ, không cần tức giận với hắn, đợi đại quân quốc sư tới, yêu ma quỷ quái gì đều phải thần phục. Hắn lại nhìn cô gái bên cạnh Tần Mục một chút, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thực rất đau đầu. Sao thất công chúa lại cùng thiếu niên của Tàn Lão Thôn chạy tới đây chứ? Vừa nãy công chúa còn nhéo hắn, có chút quá thân mật, nếu việc này truyền đi thì mặt mũi của hoàng gia để ở đâu? Tần Phi Nguyệt lấy lại bình tĩnh, hướng về Hắc Tôn giả nói, Đại Dục Thiên Ma Kinh, quốc sư cũng không có hứng thú. Mí mắt Hắc Tôn giả buông xuống, cười hắc hắc nói, quốc sư không có hứng thú, thế Tần tướng quân có hứng thú hay không? Tần Phi Nguyệt tập trung tinh thần cao độ, biết bất luận mình nói cái gì đều không thể khiến cho mấy tên cùng hung cực ác này bỏ đi cảnh giác với mình. Một ông lão mày bạc dưới tay Tần Phi Nguyệt nhẹ nhàng ngẩng lên, nói, ta già rồi, không còn sống được mấy ngày, vì lẽ đó rất muốn mở mang kiến thức một chút Đại Dục Thiên Ma Kinh có thể thành thần thành ma trong truyền thuyết. Kính xin giáo chủ phu nhân và Hắc Tôn giả thành toàn, dễ bàn. Đôi mắt đẹp của giáo chủ phu nhân nhìn quanh, cười nói, còn có ai muốn kiến thức Đại Dục Thiên Ma Kinh? Một vị phu nhân mặt vàng dưới trướng Phó Vân Địch cười nói, nếu phu nhân không ngại mà nói thì ta cũng muốn nhìn ma điển thành thần thành ma này. Giáo chủ phu nhân nhìn về phía Phó Vân Địch, nói, thành chủ thì sao? Phó Vân Địch cười ha ha nói, phu nhân bỏ qua cho, ta cũng không có ý kiến gì với Đại Dục Thiên Ma Kinh, mà chỉ muốn nhìn cái gọi là huyền công thành thần thành ma, xác minh lẫn nhau một chút mà thôi. Ta cũng không có ác ý với phu nhân, thậm chí còn có chút thương hương tiếc ngọc. Thiên ma giáo tìm phu nhân lâu như vậy, hung hãn tàn bạo, một mình phu nhân khó có thể chống cự, ta cũng muốn giúp đỡ cho phu nhân. Tần Mục hấp háy mắt, đảo qua người từng cường giả, bên trong trấn Giang lâu, tất cả mọi người đều biểu thị có hứng thú với Đại Dục Thiên Ma Kinh, mà cũng vì như vậy nên tất cả mọi người đều sợ ném chuột vỡ đồ, không dám lập tức ra tay với giáo chủ phu nhân ra tay, bởi vì dù cho bọn họ cướp được Đại Dục Thiên Ma Kinh trên người giáo chủ phu nhân thì chính mình cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đôi mắt đẹp của giáo chủ phu nhân phát ra ánh sáng rực rỡ, đột nhiên cười khúc khích, tay ngọc nhỏ dài xòe ra, chỉ thấy một cái hộp ngọc xuất hiện trong tay nàng, trong này chính là Đại Dục Thiên Ma Kinh, bùa chú bên ngoài là phong ấn của các đời giáo chủ ma giáo. Bầu không khí bên trong trấn Giang lâu đột nhiên trở nên cực kỳ căng thẳng. Tần Mục lập tức cảm giác được từng luồng khí tức mạnh mẽ đáng sợ khóa chặt mình. Linh Dục Tú cũng rên lên một tiếng. Những khí tức này cũng không phải là nhằm vào bọn họ, mà là nhằm vào vị giáo chủ này phu nhân bên người bọn họ. Tuy nhiên bởi vì khoảng cách hai bên rất gần nên liên lụy tới hai con cá trong chậu là Tần Mục và Linh Dục Tú này. Giáo chủ phu nhân lơ đễnh mở hộp ngọc ra, trong hộp tựa hồ có âm luật truyền đến. Tiếp theo một sợi tơ phảng phất như linh xà từ trong hộp ngọc thò đầu ra, sau đó từ từ bay lên. Đúng là Đại Dục Thiên Ma Kinh. Hắc Tôn giả chống gậy, quả quyết nói, kính xin phu nhân thu lại đi. Sắc mặt Tần Mục quái lạ, nhướng đầu nhìn về phía hộp ngọc, trong nội tâm quỷ dị không nói lên lời. Trong hộp ngọc này làm gì có Đại Dục Thiên Ma Kinh, rõ ràng chính là cuộn chỉ ở trong cái rổ mà Tư bà thường xách kia. Hắn còn nhớ cuộn chỉ này, Tư bà đặt nó bên trong rổ, cuộn chỉ này quấn trên một cây châm ngọc, mà hiện tại châm ngọc ngay tại trong hộp. Lúc nhỏ, khi Tư bà may quần áo thì sẽ đặt hắn vào trong rổ, có một lần Tần Mục không nhịn được, còn bài tiết một đống bên trong rổ, bôi Đại Dục Thiên Ma Kinh đến thối hoác, nàng thực sự là Tư bà. Thiếu niên giờ khóc giờ cười trong lòng, ta nói bà vì sao không ở tại trong khách sạn, nguyên lai là hóa trang mình xinh đẹp như vậy để ra ngoài khoe khoang tìm chuyện vui. Giáo chủ phu nhân không thèm để ý đến Hắc Tôn giả, chỉ thấy sợi tơ kia càng bay lên cao, rồi đột nhiên giãn nở theo độ dài, càng lúc càng trở nên to lớn, đến khi độ lớn bằng vại nước thì sắc mặt mọi người cũng không khỏi thay đổi, chỉ thấy sợi tơ kia đã không còn là sợi tơ mà là một tác phẩm kỳ diệu do vô số văn tự tạo thành. Văn tự đếm không hết hình thành một vòng tròn, tầng ngoài bao phủ tầng trong, một tầng lại một tầng, không biết có bao nhiêu tầng, thu nhỏ lại đến cực hạn thì liền không nhìn ra là văn tự, ngược lại sẽ chỉ cảm thấy là một sợi tơ. Đây chính là ma điển trấn giáo của Thiên Ma giáo, Đại Dục Thiên Ma Kinh, đồ vật là thật sự, chư vị có thể vững tin không nghi ngờ chứ? Đột nhiên vô số văn tự kia thu nhỏ lại biến thành sợi tơ chui vào trong hộp ngọc. Giáo chủ phu nhân khép hộp ngọc lại, vẫn dùng các lá bùa của giáo chủ ma giáo các đời phong ấn kỹ như cũ, cười dài nói, chẳng qua nếu các ngươi muốn xem thì cũng cần nghĩ cho rõ, xem ma điển trấn giáo của Thiên Ma giáo thì chính là kẻ địch của Thiên Ma giáo, do đó Thiên Ma giáo đuổi giết liền không chỉ mình ta, mà là chư vị ngồi đây ngày hôm nay đều phải chết. Các ngươi ai tới lấy hộp ngọc? Sắc mặt mọi người kịch biến, trong lòng đều có chút chần chờ. Hộp ngọc ở ngay trước mặt bọn họ, thế nhưng không một ai dám lấy đi. Sắc mặt Tần Phi Nguyệt âm tình bất định, người khác sợ Thiên Ma Giáo, hắn thì không, dù Thiên Ma Giáo có mạnh hơn cũng không cách nào đối nghịch cùng toàn bộ Duyên Khang Quốc, chỉ là nếu như bản thân lấy hộp ngọc đi, e là sẽ trở thành mục tiêu công kích, có thể sống đi ra phủ thành chủ không là điều khó nói. Những người khác cũng ôm ý tưởng giống nhau, mặc dù là Phó Vân Địch cũng lưỡng lự, khó có thể quyết định. Giáo chủ phu nhân rất thú vị, thu hết vẻ mặt của mọi người vào đáy mắt, rất vui vẻ nhìn loại tình cảnh khiến cường giả ngông cuồng tự đại nào cũng đau đầu này, đây là một loại lạc thú của nàng. Bên trong lầu hoàn toàn yên tĩnh, nhưng vào lúc này, Trần Mục đứng dậy chen ngang nói, ăn no rồi, Dục Tú muội, cảm tạ ngươi dẫn ta tới nơi này ăn một bữa thật ngon. Thành chủ, ở chỗ ngươi ăn một bữa có trả tiền không? Hắn đánh vỡ trầm mặc, khiến bầu không khí bên trong lầu nhẹ nhàng hơn. Mọi người dồn dập nhìn về phía hắn, như cười như không, thiếu niên này rõ ràng là tiểu tử đến từ nông thôn, chưa từng trải chuyện đời, chạy đến nơi đây ăn uống miễn phí, sau khi ăn xong lại còn hỏi Phó Vân Địch có lấy tiền hay không. Phó Vân Địch tàng hắng một cái, hóa giải lúng túng, nói, đến đây là khách, nếu ta đã mời tiệc tân khách, dù tiểu ca không ở trong danh sách mời thì ta cũng sẽ không thu tiền của ngươi. Trần Mục nở nụ cười sán lạn như ánh mặt trời, cười nói, thành chủ không thu tiền của ta, nhưng ta không thể không trả, tiền trên người ta không nhiều, 100 long tệ có đủ hay không? Thành chủ đợi chút, ta đi giết người, sau khi thắng tiền lại trả cho ngươi. Phó Vân Địch cau mày, Trần Mục không chờ hắn trả lời, đi thẳng xuống trấn Giang Lâu, một bước vọt vào trong hồ, từng bước đi đến bình đài trong hồ, cất cao giọng nói, Đình Nhạc công tử, nghe nói vứt bỏ dân đánh lôi đài ở đây, thắng sẽ được 100 long tệ, ta là vứt bỏ dân, vì thế ta đến thử xem. Bước chân hắn không nhanh không chậm, nhưng cũng chỉ vài bước là tới bình đài, nhìn về thiếu niên phía đối diện, trên bình đài, máu của thiếu niên vứt bỏ dân chết trong tay Phó Đình Nhạc vẫn còn đỏ tươi, đang có nô lệ vứt thi thể thiếu niên kia vào trong hồ, sau đó múc nước rửa sạch bình đài, trong hồ còn có cá lớn, nhấc lên từng cơn bọt nước, tranh giành tàn thi thiếu niên kia. Trần Mục đặt chân lên mặt đất, nhìn về thiếu niên đối diện, Phó Đình Nhạc bằng tuổi với hắn, nhưng trên khuôn mặt lại có thêm vẻ hung ác, hiển nhiên là đã giết không ít người. Thiếu niên này đang đánh giá hắn, ánh mắt lộ vẻ hung ác như dã thú. Bên trong trấn Giang Lâu, bầu không khí đột nhiên lại yên tĩnh lại, bên trong lầu đều là cường giả nổi tiếng lâu đời, trên người có đại thần thông, kiến thức rộng rãi, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng Trần Mục lại muốn giao thủ cùng người số một trong linh thay cảnh là Phó Đình Nhạc, để kiếm 100 long tệ trả tiền cơm cho Phó Vân Địch. Thật là can đảm, Bách Thiện lão nhân than thở, thiếu niên có lá gan lớn như vậy, rất khó sống đến thành niên, bình thường đều chết ở cái tuổi này rồi. Phó Vân Địch mỉm cười nói, Đại Dục Thiên Ma Kinh chưa quyết định được ai lấy đi, ngược lại gặp được một màn khiến người ta bất ngờ này, không bằng chúng ta quan sát trước một phen, đợi chuyện lý thú này kết thúc, lại tiếp tục bàn về Đại Dục Thiên Ma Kinh. Giáo chủ phu nhân, ngươi nghĩ thế nào? Giáo chủ phu nhân cười dài mà nói, ta là một cô gái yếu đuối, có thể có ý kiến gì? Linh Dục Tú âm thầm cắn răng, muốn đứng dậy gọi Trần Mục trở về. Tần Phi Nguyệt tàng hắng một cái, âm thanh mang theo ý cảnh cáo, Linh Dục Tú chỉ đành ngồi xuống. Bình đài trong hồ, một người đàn ông trung niên đi tới, tay nâng một cái khay, trên khay đặt một túi tiền, chân mày Phó Đình Nhạc cau lại, nói, trong túi là 100 long tệ, ngươi thắng ta, ngươi lấy đi, chẳng qua 3 năm qua, ít gì cũng có ngàn người đến đây nhưng đều không lấy được túi long tệ này. Trần Mục suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi là võ giả số 1 trong Tương Long Thành? Phó Đình Nhạc cười ngạo nghễ, gật gật đầu, nói, công nhận là người số 1. Tất cả võ giả trong phạm vị hơn ngàn dặm quanh Tương Long Thành, ta là số 1, số võ giả bị ta đánh chết nhiều vô số kể, là trong quyết đấu đánh chết tươi, không phải dựa vào uy danh của cha ta, chỉ cần thua trong tay ta, không có ai có thể sống sót cả. Trần Mục nhẹ nhàng gật đầu, nói, ngươi dùng binh khí. Phó Đình Nhạc chắp hai tay sau lưng, mỉm cười nói, ngươi có thể dùng binh khí, ta sao cũng được, ta muốn dùng binh khí thì bất cứ lúc nào có thể vận dụng. Tinh, một tiếng réo vang truyền đến, dao mổ lợn gào thét bay lên rồi rơi vào tay Trần Mục. Thủ đoạn này của hắn không phải là luyện khí thành tia, mà là giao cảm, nguyên khí và đao giao cảm, cảm ứng lẫn nhau, lại như là hai thỏi nam châm hút nhau. Nguyên khí của hắn vận chuyển càng điên cuồng, càng táo bạo, tình cảnh một đao chém giết đại xà kia lại tái hiện trên người hắn. Hắn càng giận thì nguyên khí càng điên cuồng, giao cảm càng mạnh, đao cũng càng sắc bén, nhưng mà vẻ mặt của Trần Mục lại cực kỳ bình tĩnh, bề ngoài bình tĩnh, nội tâm điên cuồng phóng khoáng, dường như sự điên cuồng của đồ tể cũng theo đao pháp giết heo truyền lên người hắn. Đao đồ tể vốn là đao điên cuồng, dùng tâm tình của chính mình điều động đao. Ngươi dùng đao? Phó Đình Nhạc nhìn thấy đao thái rau rắn chắc to nhỏ trong tay hắn, bật cười nói, đây là đao gì? Thân hình Trần Mục di động, đột nhiên đao quang nổ tung giống như bành trướng bắn ra phía ngoài, như biển rộng mãnh liệt, sóng đao chồng chất, chém về phía Phó Đình Nhạc. Hai tay Phó Đình Nhạc vẫn chắp sau lưng, lộ vẻ cười gằn, tiếng tấn công leng keng keng dữ dội truyền đến, một luồng ánh bạc không ngừng va chạm cùng dao mổ lợn. Luồng ánh bạc này là một thanh kiếm nho nhỏ, kiếm dài 3 tấc, chính là thanh kiếm bé nhỏ này tung bay lên xuống, đi tới như điện, thanh kiếm này nối liền một tia nguyên khí, thao túng thanh kiếm nhỏ quay chung quanh Đình Nhạc công tử tung bay lên xuống, xuất quỷ nhập thần. Tiếp theo lại có 7 thanh kiếm nhỏ bay ra, ngăn cản thế tấn công như mưa to gió lớn của Tần Mục, khiến đao của hắn không cách nào xuyên qua. Kiếm của Đình Nhạc là linh binh, có thể dài có thể ngắn, có thể lớn có thể nhỏ. Hiện tại kiếm hắn dài 3 tấc, kiếm 3 tấc càng khó lường, cũng dễ dàng điều khiển hơn, lại càng thêm linh hoạt. Truyền nguyên khí vào kiếm 3 tấc, có thể làm cho cường độ của kiếm càng mạnh hơn, uy lực càng lớn hơn. Hắn có 8 thanh kiếm nhỏ 3 tấc, dùng Bát Tướng Thiên Thần Công điều khiển, xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị. Võ giả số 1 Tương Long Thành, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn trải qua không biết bao nhiêu trận chiến đấu, giết không biết bao nhiêu người, khí tức hung thần ác sát đầy thân, quỷ thần khó gần. Tuy nhiên, đao của Tần Mục càng lúc càng nặng nề, sức mạnh chất chứa trong mỗi một đao càng lúc càng lớn, chém xuống leng keng như mưa to gió lớn, khiến kiếm nhỏ của hắn chống đỡ càng lúc càng vất vả. Không kiếm thuật của hắn chính là Tương Long Thành chủ thân truyền, kiếm pháp cực kỳ tinh diệu, bằng không cũng không thể giết được nhiều võ giả đại thư như vậy mà chưa một lần thất bại. Kiếm pháp của hắn có thể ngăn cản đao của Tần Mục, thế nhưng sức mạnh trong đao truyền đến dần dần vượt qua khả năng hắn có thể chống lại. Điều này cho thấy, trình độ nguyên khí hùng hồn của Tần Mục còn hơn xa hắn. Vừa nãy hắn có thể đỡ, là vì nguyên khí của Tần Mục vẫn chưa hoàn toàn điều động, mà theo số lần múa đao của Tần Mục tăng nhanh, nguyên khí được điều động càng lúc càng nhiều, càng lúc càng mạnh. Sắc mặt của Đình Nhạc công tử càng lúc càng đỏ đến mức dường như muốn nhỏ máu, sức mạnh trong đao của Tần Mục truyền đến quá mạnh mẽ, khiến khoảng cách có thể sử dụng 8 thanh kiếm nhỏ của hắn càng lúc càng ngắn. Đao và kiếm của hai người càng lúc càng nhanh, bước chân cũng đang di động, tốc độ di động cũng càng lúc càng nhanh, ngay giữa bình đài, xoay quanh nhau, tốc độ công kích nhanh chóng làm người hoa cả mắt. Đột nhiên, thân thể của Tần Mục dựa vào thân thể Phó Đình Nhạc, trong lòng Phó Đình Nhạc thất kinh, lập tức tê cả da đầu. Chiến kỹ tất sát, hắn biết chiến kỹ tất sát, bị võ giả tu luyện chiến kỹ này dựa vào, mang ý nghĩa đối phương đã sử dụng tới một đòn chắc chắn chết. Nguy rồi! Trong trấn Giang Lâu, sắc mặt Phó Vân Địch thay đổi, lập tức đứng dậy, bay lên trời lao thẳng về bình đài trong hồ. Cùng lúc đó, tất cả bắp thịt, gân lớn toàn thân Tần Mục điên cuồng loạn động, tựa như từng con độc long, từng con rắn lớn, xoay tròn đan sen, cung cấp cho thân thể của hắn sức mạnh không gì sánh nổi. Bắp thịt và gân xanh nhảy nhót, có thể làm cho hắn cảm ứng được mỗi một động tác thân thể của đối phương, sự vận động và hướng đi của mỗi một loại sức mạnh, nhất cử nhất động của đối phương, bất kỳ phản ứng nào đều ánh xạ vào trong lòng của hắn. Trong mắt Tần Mục lóe ra ánh sáng lạnh lùng, chiến kỹ tất sát của đao pháp giết heo, đề đao xuất cấm lai, cấm đao vào cung cấm, xe ngựa gầm như sấm, một mình đến hoàng cung, tay kéo đầu quân vương. Bắp thịt toàn thân Tần Mục nhảy lên, dao mổ lợn từ tay phải rơi vào tay trái, trở tay cầm đao, cong chân vẩy lên, lưỡi dao ở trước tay ở phía sau, xuyên qua giữa hai thanh kiếm nhỏ, hất đao từ dưới khố của Đình Nhạc công tử lên trên, hất đao đơn giản, xẻ ngực mổ bụng, tựa như giết lợn, đao pháp giết heo của đồ tể. Cùng lúc đó, hai thanh kiếm nhỏ đâm về hai mắt Tần Mục, ngón tay phải của hắn bắn ra, hai đầu ngón tay bị đâm thủng, nhưng hai thanh kiếm nhỏ này cũng bị văng ra. Ầm ầm, trong trấn Giang Lâu sau lưng Tần Mục, một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến, toàn bộ căn lầu đột nhiên tách về hai bên, bị một luồng sức mạnh khó có thể hình dung cắt thành hai nửa, lầu cao vỡ thành hai mảnh, rơi vào trong hồ nước, sóng nước cuồn cuộn, thổi bay không biết bao nhiêu đèn lồng trong tay các cô nương bên bờ, gây ra một trận hỗn loạn. Sắc mặt Phó Vân Địch tái xanh đứng trên phế tích trấn Giang Lâu, cắn chặt hàm răng, khóe miệng lộ ra một vệt máu. Lúc nãy, dưới tình thế cấp bách ra tay cứu viện con trai của mình, những còn chưa ra khỏi lầu, hắn liền bị giáo chủ phu nhân của Thiên Ma giáo chặn đánh giữa đường, dưới sự vội vàng hắn gắng gượng đón đỡ đòn đánh này, bị giáo chủ phu nhân làm trọng thương. Bản thân bị thương chỉ là chuyện nhỏ, thế nhưng hắn không thể cứu được con trai của mình. Đối diện hắn, giáo chủ phu nhân giơ tay vén nhẹ mái tóc, dù bận vẫn ung dung, mỉm cười nói: "Thành chủ, quyết đấu giữa tụi nhóc với nhau ngươi lại tự mình nhúng tay, khó tránh khỏi có chút không hợp quy củ đấy. Cũng may ta ngăn cản đúng lúc, thành chủ mới không gây ra sai lầm lớn." Khóe miệng Phó Vân Địch giật giật, cô nén máu tươi dâng lên cổ họng, nuốt xuống bụng, gắng gượng lộ ra nụ cười. Phu nhân chê cười: "Con trai ta tài nghệ không bằng người." Khóe mắt của hắn nhảy một cái, có chút hung tàn: "Chết chưa hết tội, vừa rồi tình thế cấp bách khiến cho chư vị cười chê rồi." Trên bình đài trong hồ, Tần Mục thu đao đứng lên, đao của ta gọi là dao mổ lợn. Bắp thịt đang nhảy trên toàn thân hắn chậm rãi bình phục, lạnh nhạt nói: "Đình Nhạc công tử, người rất tốt, làm ta bị thương hai ngón tay." Trước mặt hắn, một đường máu xuất hiện từ bụng dưới của Phó Đình Nhạc rồi lan tràn lên phía trên, càng lúc càng cao, dần dần đi tới cổ họng của hắn, đi tới mũi, đi tới mi tâm, sau đó lồng ngực hắn mở ra, cả người chia làm hai nửa, huyết tương bôi đầy đất. Tần Mục nhanh chân đi về người đàn ông trung niên đang sững sờ kia, nắm lấy túi tiền trên khay. Sắc mặt người đàn ông trung niên kia vàng như đất, bỗng nhiên nắm lấy tay của hắn, lạnh lùng nói: "Ngươi giết Đình Nhạc công tử." "Gì?" Tần Mục nhấc đao, chém đầu hắn xuống, xoay người rung rung dao mổ lợn, vết máu trên đao bị văng sạch sẽ, cha đao vào vỏ rồi đi về trấn Giang Lâu đã sụp đổ, sau lưng của hắn truyền đến tiếng phù phù, thi thể của người đàn ông trung niên kia ngã vào trong hồ, tiếp theo mặt nước ào 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 cuồn cuộn, những con cá quái lạ dưới nước điên cuồng giành giật thi thể của người trung niên kia, tranh ăn thành một đống. Tần Mục đạp nước đi tới trấn Giang Lâu bị san thành bình địa, ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt tái xanh của Phó Vân Địch, lại nhìn từng gương mặt kinh ngạc chung quanh, thiếu niên lộ ra nụ cười hàm hậu, đưa túi tiền trên tay cho Phó Vân Địch phía trước, nói: "Thành chủ, đây là 100 long tệ, tiền cơm của ta." Khóe mắt Phó Vân Địch nhảy lên, không có đưa tay ra, "Ta không quen thiếu nợ ân tình, nếu đã ăn cơm của thành chủ, dù thành chủ không thu tiền, ta nhất định cũng phải trả. Tuy rằng những vứt bỏ dân của đại khư chúng ta đây nghèo một chút, nhưng vẫn còn có chút cốt khí." Tần Mục cười như ánh mặt trời sáng lạn, bàn tay buông lỏng, túi tiền rơi xuống đất, từng viên long tệ từ trong túi tiền lăn ra, chạy loạn trên đất, có cái theo khe hở lăn vào trong hồ. "Tiền cơm đã trả, ta cũng nên về rồi, thành chủ." "Chư vị, tiểu tử xin cáo lui." Hắn lui về phía sau vài bước, xoay người đạp sóng mà đi, cười ha ha nói: "Hào kiệt ngồi đầy uống rượu say, giết con trai người trả tiền cơm, sảng khoái, sảng khoái." Linh Dục Tú chớp đôi mắt to long lanh, muốn gọi hắn lại, nhưng suy nghĩ một chút vẫn đành nhịn xuống, dù sao nàng cũng là khách mời của phủ thành chủ, mặc dù là khách quý, thế nhưng Tần Mục là nàng mang vào phủ thành chủ, hiện tại trước mặt mọi người Tần Mục giết công tử của thành chủ, nàng thực sự không nên dính líu quá nhiều với Tần Mục. Giáo chủ phu nhân lướt ngang che ở trước người Phó Vân Địch, chặn ánh mắt đang nhìn về phía Tần Mục của hắn, cười nói: "Đã không có ai trong các ngươi dám cầm Đại Dục Thiên Ma Kinh, như vậy cứ để ta thu lại, tạm biệt nhé." Dứt lời, thân hình lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Muốn chạy, Hắc Tôn giả quát lớn một tiếng, xông ra ngoài, mấy người phụ nhân mặt vàng, lão già lông mày trắng cũng dồn dập lao ra, đuổi theo giáo chủ phu nhân. Phó Vân Địch chần chờ một chút, gọi một vị thần thông giả của phủ thành chủ, nhanh chóng nói: "Dẫn người đuổi theo thiếu niên kia, giết hắn báo thù cho Nhạc Nhi, còn nữa, mang Nhạc Nhi ăn táng trọng thể." Dứt lời, bản thân hắn cũng nhằm về phương hướng giáo chủ phu nhân đuổi theo, so với mối thù của con trai mình thì Đại Dục Thiên Ma Kinh quan trọng hơn. Linh Dục Tú lặng lẽ đứng dậy, rón ra rón rén dự định đi ra phế tích trấn Giang Lâu, đột nhiên thân ảnh cao lớn của Tần Phi Nguyệt xuất hiện sau lưng nàng. "Công chúa điện hạ, không nên hồ đồ nữa." Ánh mắt Tần Phi Nguyệt thăm thẳm, nói: "Đại quân của quốc sư đã sắp đến rồi." Linh Dục Tú cụt hứng, thầm nói: "Lần này đi ra người ta vẫn chơi chưa thỏa thích đây." Ánh mắt Tần Phi Nguyệt nhu hòa, ôn nhu nói: "Nếu thất công chúa thưởng thức thiếu niên kia, đợi đến khi đại khư nhập vào Duyên Khang quốc thổ, liền gọi hắn vào cung, ban cho hắn một chức thái giám quản sự là được, như vậy hắn liền có thể thường xuyên cùng thất công chúa. Buổi tối hôm nay trong Tương Long Thành nhất định cực kỳ náo nhiệt, có người đang theo dõi mình." Tần Mục đi ra phủ thành chủ, lập tức nhận ra được có người theo dõi. Thần thông giả của phủ thành chủ căn bản không có ý che giấu, hẳn là cảm thấy không cần thiết phải che giấu tung tích trước mặt võ giả như Tần Mục vậy, đơn giản quang minh chính đại theo dõi hắn. Giờ phút này trong Tương Long Thành đang có xe hoa diệu phố, thương nhân trong thành kết xe hoa, cao tới mấy trượng, xe hoa được kết thành hình dạng dị thú to lớn, còn có các loại hình dạng thần ma, trên xe hoa còn có vũ nữ đang uyển chuyển nhảy múa. Đám vũ nữ được trang điểm lộng lẫy, trang phục cũng là trang phục của tượng đá trong mỗi thôn. Tần Mục đi trên đường hoa chẳng khác nào tiến vào một thế giới thần ma đang nhảy múa, giữa đường hoa ồn ào náo nhiệt, đinh tai nhức óc, đầu đâu cũng có người, người chen người, người kéo người. Hai bên đường phố ngoại trừ đèn lồng treo lơ lửng, còn có từng cây trụ đá cao to, trên đỉnh đặt chậu đá, trong chậu đựng đầy dầu hỏa, cháy hừng hực, còn có đi cà kheo cao chừng hơn 10 trượng, một bước liền có thể bước ra 6, 7 trượng, võ giả đi cà kheo một tay cầm cây đuốc, một tay nắm lấy hồ lô dầu hỏa, uống một ngụm dầu hỏa rồi phun vào cây đuốc, phun ra rắn lửa dài đến mấy trượng. Nơi này náo nhiệt, phồn hoa, nhưng vẫn một mực mang theo sự cuồng dã man hoang của đại khư. Tần Mục đi trong đám người, đột nhiên giữa không trung cực kỳ sáng sủa, trong lúc vô tình không trung vậy mà rải đầy dây nhỏ, sen kẽ đan sen, từng sợi dây nhỏ đột nhiên phồng lên, biến thành ngân long to lớn, lui tới tuần tra trên bầu trời đường hoa, tốc độ cực nhanh. Ngân long bơi lội, có thể thấy những con rồng bạc này hoàn toàn là do vô số văn tự tạo thành, trong lúc bơi lội phát ra ma âm cực kỳ vang dội, tối nghĩa, huyền ảo, khó hiểu. Oành, oành, tiếng rung động kịch liệt truyền đến, kèm theo ánh sáng ngập trời. Tia sáng kia xung kích đến bóng tối trên bầu trời Tương Long Thành, lập tức bị bóng tối hấp thu, không còn nửa phần sóng gợn. Mặc dù là sóng lớn cực kỳ khủng bố tấn công vào bóng tối, cũng như đá chìm đáy biển tuyệt nhiên không tin tức. Đám người phía dưới càng náo nhiệt, tiếng hoan hô vang trời, hồn nhiên không nghĩ tới trên đầu bọn họ cũng không phải là pháo hoa, mà là cường giả đáng sợ đang tranh đấu. Cũng may sóng trùng kích xông lên bóng tối trên bầu trời, bằng không dân chúng phía dưới không biết muốn tử thương bao nhiêu người. Ngân Long qua lại đi tới, trong bóng tối thoát ẩn thoát hiện mấy bóng người đáng sợ tựa như thần ma, đó là Tương Long thành chủ Phó Vân Địch, Hắc Tôn giả, đám người phụ nhân mặt vàng đang giao phong trên không trung. Tần Mục nhanh chóng lẫn trong đám người, đây không phải là nơi an toàn, tuy nói xung kích lúc chiến đấu của những cường giả này đều bắn lên trời, thế nhưng vạn nhất nhằm phía dưới thì sao? Cái kia chắc chắn là máu chảy thành sông, vô số người biến thành thi thể. Trên bầu trời Tương Long thành, tiếng nổ như sấm không ngừng vang rền, cuồn cuộn đi tới, tốc độ cực nhanh, một lúc ở thành đông, một hồi ở thành tây, lùi tới như điện. Sau lưng hắn, thần thông giả của phủ thành chủ lần theo mà đến, mặc dù Tần Mục chui tới chui lui trong đám người cũng không cách nào thoát khỏi bọn họ. Chuyện tối hôm nay thật là quái dị, tuy nhiên mình vẫn gặp rắc rối, không nhịn được sát tâm, giết con trai thành chủ, chỉ cần mau chóng thông báo bà và gia gia mù, sớm rời khỏi nơi này một chút. Tần Mục đang muốn tăng nhanh tốc độ thì đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng rồng gầm, một tên thần thông giả thanh long vòng quanh thân thể, đập về phía hắn, khoảng cách Tần Mục còn có 6-7 trượng, liền thấy thanh long qua lại trong đám người, sắp nhào tới người hắn. Tần Mục đang muốn tránh né, nhưng vào lúc này trên một căn lầu cạnh đường phố, một dải lụa trắng buông xuống, quấn lấy cái cổ thần thông giả kia, kéo hắn từ trong đám người vào trong phòng trên lầu. Mấy cô gái thanh xuân bay nhào lên, đao giấu trong tay áo, đâm vào ngực thần thông giả kia. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, đúng là mấy vị tỷ tỷ lúc hắn và Thành vậy hắn lên chơi. Hắn tiếp tục đi về phía trước, lúc qua một cái ngõ nhỏ thì trong ngõ hẻm một tên thần thông giả đầu đội đấu bồng, áo choàng có mũ, nhìn thấy hắn đi qua, thân thể lay động, đột nhiên bên trong ngõ hẻm sinh ra sóng thần, sóng lớn tựa như rắn to, há mồm cắn vào Tần Mục, bên trong sóng lớn còn có cá bạc, hẳn là linh binh, mà vào lúc này, sát ngõ nhỏ là một lò rèn, thợ rèn là một người khổng lồ cao 1,6-7 trượng, đang chế tạo một cây trường đao bằng thép ròng, chuôi đao dài 1,5 trượng, đao dài 1,6 trượng, người khổng lồ này nắm lấy trường đao, phập một tiếng, cách tường ngăn đâm vào ngõ nhỏ, xuyên thủng ngực thần thông giả mặc đấu bồng kia, đóng đinh hắn lên trên tường. Lập tức người thợ rèn khổng lồ rút đao, lao đi vết máu, tiếp tục chế tạo, lửa trong lò cháy hừng hực. Tần Mục ngơ ngác, tiếp tục đi về phía trước, giữa đường hoa chiêng trống vang trời, hai bên phòng ốc bóng người tung nhảy như bay, là thần thông giả trong phủ thành chủ, hướng về phía Tần Mục bên này nhanh chóng tới gần. Một thần thông giả trong đó thả người nhảy xuống, còn chưa tiếp đất thì trong lồng tre của người múa rắn phía dưới có một con rắn đột nhiên ló đầu ra, đầu rắn trở nên cực kỳ to lớn, há mồm nuốt tên thần thông giả rơi từ không trung xuống này, sau đó thu nhỏ rồi lại trở về trong lòng. Mấy thần thông giả khác rơi xuống đất, từ trong đám người xuyên qua, một người ngang qua hàng rượu, người giúp việc trong hàng rượu đang vui cười hớn hở xem xe hoa trên đường, đột nhiên ôm lấy một vò rượu lớn không nói lời gì chụp lên đầu tên thần thông giả kia, tên thần thông giả rơi vào vò rượu, lập tức thịt xương tan rã, hóa thành một vò nước rượu, người giúp việc hàng rượu thu vào về, đậy nắp. Mấy thần thông giả trong phủ thành chủ khác, có tên gặp phải người đàn ông say rượu trong đám người, bị người say phun một luồng lửa đến trước mặt đốt thành tro bụi, có tên gặp phải sát thủ, bị cắt cổ trong đám người, có tên bị cô gái lôi vào xe hoa, rồi không còn một tiếng động. Tần Mục một đường đi tới, nhìn thấy những cảnh tượng này, trong lòng kinh nghi bất định, số lượng thần thông giả của phủ thành chủ đến đây đuổi giết hắn không ít, nhưng đều không một tiếng động chết trong đám người, rốt cuộc là ai giúp mình, lẽ nào là Thiên Ma giáo? Trong thành này thế lực Thiên Ma giáo lớn như vậy sao? Hắn đi tới khách sạn, đang muốn đi vào, đột nhiên hắn nhìn thấy người mù. Bên cạnh khách sạn là một sòng bạc, người mù đang bị hai thanh niên mặc áo đen xách ra, sau đó ném xuống đất. Một trong hai thanh niên mặc áo đen đá mạnh vào mông người mù, phun nước bọt nói, mắt đã mù lại vẫn dám chơi bẩn trước mặt chúng ta, kinh chúng ta cũng là người mù sao? Tần Mục vội vã chạy qua, người mù đã tự bò lên, phủi mông một cái, hướng về sòng bạc kêu lên, trúc trượng của ta. Cánh cửa sòng bạc kéo kẹt mở ra, một cây trúc trượng bị ném ra, nện lên ót người mù nhặt trúc trượng lên, cười nói, lần này vận may không tốt, lần sau bảo đảm các ngươi không thấy được ta chơi bẩn, nhất định có thể thắng lại cả gốc lẫn lãi. Mục Nhi, là con sao? Lại nói, tối hôm nay ta gặp được một chuyện thú vị, ta thấy một con chim máy sặc sỡ ra ngoài dạo một vòng, bên cạnh còn có một con chim trống nhỏ đi theo. Tần Mục buồn bực, nói, hai con chim mà thôi, có gì đáng thú vị chứ? Mù ra ra, chúng ta về khách sạn. Hai người trở lại khách sạn, tiếng kêu sợ hãi của Tư bà truyền đến, Tần Mục vội vã đi vào, chỉ thấy Tư bà mang theo túi tiền nhỏ đang kinh ngạc không thôi. Tần Mục ngẩn ngơ, vội vã đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy Ngân Long do Đại Dục Thiên Ma Kinh biến thành vẫn còn đang tranh đấu cùng một đám cường giả đáng sợ giữa không trung Tương Long thành. Hắn quay đầu nhìn lại, Tư bà vẫn ở trong phòng, khiến hắn mù mịt. Lẽ nào giáo chủ phu nhân mà mình gặp ở phủ thành chủ không phải là Tư bà? Trong lòng Tần Mục càng quái lạ, cười nói, bà mới trở về sao? Còn mang cho bà và gia gia mù một ít thức ăn. Dứt lời, lấy ra túi giấy dầu để lên bàn, nhẹ nhàng mở ra, đôi mắt già nua mờ mờ của Tư bà lộ ra vẻ cảm động, run rẩy ngồi xuống, cười nói, Mục Nhi ngược lại hiếu thuận, còn một túi long tệ này là chuyện gì xảy ra? Tần Mục nhìn vào đôi mắt bà một chút, trong lòng buồn bực, ánh mắt của Tư bà và vị giáo chủ phu nhân của Thiên Ma giáo kia rất giống nhau, mùi son trên người cũng giống nhau như đúc, nhưng mà, vì sao bên ngoài vẫn còn ngân long do Đại Dục Thiên Ma Kinh biến thành? Hắn lấy lại bình tĩnh, nói lại một phen chuyện mình gặp phải ở trong hẻm nhỏ, sắc mặt Tư bà quái lạ, ha ha nói, ngươi dùng một long tệ, kiếm được hơn 3.000 long tệ, sớm biết ngươi có nhiều tiền như vậy, bà đã sớm ra ngoài ăn chơi chè chén, dùng không hết lại ăn rồi uống tiếp. Tần Mục nói sơ qua chuyện bản thân đã gặp được mỹ phụ và những chuyện xảy ra ở trong phủ thành chủ, rồi nói, bà, con đã đánh chết con trai của thành chủ, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta cần mau chóng rời khỏi. Từ bà rút ngọc châm trên đầu ra, vẫy tay, đột nhiên một sợi dây nhỏ từ ngoài cửa sổ bay tới, sợi tơ kia tự động xoay trong quanh ngọc châm, trong một hô hấp liền quấn thành cuộn chỉ, bà ném nó vào trong rổ rồi cười nói, ta đã biến phu nhân của Tương Long thành chủ thành bò, con thì lại đánh chết con trai của hắn. Tương Long thành chủ này cũng thật là không may, tuy nhiên, còn có chuyện càng không may chờ hắn, hắn làm ác quá nhiều, nên có quả báo này, những long tệ này là do con kiếm được, chính con giữ lấy, tương lai nói không chừng có chỗ dùng đến. Bên ngoài truyền đến từng tiếng gào thét kinh thiên động địa, một âm thanh trong đó chính là Hắc Tôn giả, lớn tiếng kêu lên, giáo chủ phu nhân bỏ chạy rồi, nhanh lục soát bốn phía cho ta, tìm nàng cho bằng được, bên ngoài là bóng tối, mà nữ này chưa ra khỏi thành đâu. Người mù nghiêng tai nghe tiếng ồn bên ngoài, đột nhiên nói, tên tiểu tướng quân họ Tần kia ở nơi này không đi, hắn mang theo bản đồ Dũng Giang, đương nhiên là đang chờ đợi quốc sư Duyên Khang. Quốc sư Duyên Khang muốn dùng binh với Đại Khư, tòa Tương Long thành này đứng mũi chịu sào, Tần tiểu tướng quân liền ở tại phủ thành chủ, nói rõ Tương Long thành chủ Phó Vân Địch đã cùng hắn nói chuyện, đến lúc đó, Tương Long thành chính là cứ điểm tấn công Đại Khư đầu tiên, tòa thành này rất lớn, có thể chứa đựng mấy trăm ngàn binh mã. Tư bà cười hít mắt nói, vì lẽ đó Phó Vân Địch phải chết. Người mù gật đầu, nói, hắn nhất định phải chết. Mục Nhi giết con trai của hắn, khi Mục Nhi ra khỏi thành rời đi thì nhất định hắn sẽ đuổi theo, khi đó chính là giờ chết của hắn. Đại Khư không phải địa phương quốc sư Duyên Khang có thể đặt chân, hắn tốt nhất từ nơi nào tới thì về nơi đó. Tần Mục nhìn người mù một chút, lại nhìn Tư bà một chút, không biết trong hồ lô bọn họ bán thuốc gì, tuy nhiên nhắc tới cũng kỳ, xưa nay khi vào thành Tư bà chưa bao giờ mang theo người mù, mà lần này lại khăng khăng mang người mù theo. Lúc trước Tần Mục không có suy nghĩ nhiều, mà hiện tại nghĩ lại chuyện này có gì đó rất quái lạ. Người mù vẫn ở trong sòng bạc, chưa từng đi ra ngoài, làm sao có thể biết chuyện đã xảy ra trong phủ thành chủ, hay là nói lúc đó người mù cũng ở phủ thành chủ. Mục Nhi, ngủ sớm đi, khả năng ngày mai bà liền phải làm thành chủ Tương Long thành rồi. Tần Mục ngủ ở bên ngoài, Tư bà ngủ ở phòng trong. Tần Mục vừa có chút buồn ngủ mông lung, đột nhiên nghe Tư bà ở phòng trong lật tới lăn đi, khe khẽ nói nhỏ, hưng phấn đến không ngủ được. Ngày mai đừng nói là lão nương rời long trụ trong Tương Long thành về thôn, thậm chí ngay cả tòa thành này cũng phải điều khiển rồi. Không được, thực sự không ngủ được. Tần Mục buồn bực, sau lưng của bà lại không khòm, thật giống như bà hưng phấn đến nỗi đang lăn lộn trên giường. Đến ngày thứ hai, Tần Mục rời giường, phát hiện Tư bà không ở trong phòng, tuy nhiên trên bàn cũng đã chuẩn bị điểm tâm kỹ càng. Thiếu niên rửa mặt một hồi, ăn bữa sáng, xuống lầu thì thấy Tư bà và người mù, hai người đã chuẩn bị kỹ càng xe bò và chuyển tất cả dầu muối tương giấm tơ lụa mua được lên xe. Chỉ là để Tần Mục buồn bực chính là người mù đang buộc 3 con bò vào chiếc xe bò, sau xe còn kéo theo 3 con bò lớn nữa. 6 con bò lớn kia nhìn thấy Tần Mục thì trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, run lẩy bẩy. Bà, không phải chúng ta đã bán 6 con bò rồi sao? Tần Mục dò hỏi. Tư bà ngáp một cái, lơ đễnh nói, tối hôm qua mất ngủ, bà liền ra ngoài mua 6 con bò. Tần Mục nửa tin nửa ngờ, chỉ thấy 6 con bò cứ lắc đầu liên tục, không biết muốn nói gì, nhưng chỉ có thể kêu ò ò. Xe bò chạy khỏi thành, lúc này vẫn còn sáng sớm, trên đường đã có mấy chiếc xe ngựa. Người thôn quê vào thành mua đồ đang thừa dịp sáng sớm về thôn, hy vọng có thể trở về thôn trước lúc trời tối. Xe Tần Mục chạy tới ụ tàu, nước sông cuồn cuộn, rất xiết. Bên bờ sông đã có thật nhiều thôn dân đang tế thần sông, gọi phụ giang cự thú. Bên bờ từng con phụ giang thú mũi to đang hưởng thụ nhang thơm các thôn dân dâng lên, phun ra từng cái vòng khói. Có một số phụ giang thú đã mang theo thôn dân mua sắm đầy đủ bắt đầu đi về nơi xuất phát. Người mù ở bờ sông dâng hương, gọi một con phụ giang thú, đút đồ ăn. Tần Mục lái xe bò chạy lên lưng phụ giang thú, còn cự thú này liền bắt đầu chạy về hướng thượng du. Nước sông mênh mông cuồn cuộn chảy, tuôn trào từ tây sang đông. Khi đến đây bọn họ là từ thượng du trôi xuống, mà hiện tại lại là từ hạ du đi ngược chiều, lực cản ắt phải rất lớn. Tuy nhiên tốc độ của phụ giang thú cũng không chậm hơn chút nào lúc đi xuống. Với tốc độ này, chỉ cần nghỉ ngơi ở miếu nãi nãi một đêm, ngày thứ hai liền có thể tới Tản Lão thôn. Trong lúc vô tình đã đi được hơn 50 dặm đường thủy. Biểu hiện của Tư bà khẽ nhúc nhích, đứng dậy mang theo cái rổ nhỏ của mình, cười nói, việc của ta đến rồi, người mù, các ngươi đi trước đi. Người mù gật đầu, nói, làm việc cẩn thận. Tư bà đột nhiên tung người lên nhảy vào bầu trời, biến mất không còn tăm hơi. Tần Mục ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Tư bà đã nhảy đến không trung, một lát sau cũng không có rơi xuống. Ngược lại người mù quá quen chuyện này, không để ý lắm, hai tay chống trượng đón gió mà đứng. Qua không lâu, Tần Mục đột nhiên nhìn thấy giữa không trung phía sau bọn họ có một đám mây đột nhiên trở nên đỏ au, tiếp theo trời hạ mưa máu, chút xuống như nước, không bao lâu liền nhuộm đỏ cả Dũng Giang. Trên trời xảy ra chuyện gì? Tần Mục mới vừa nghĩ tới đây, đột nhiên bên trong huyết phân một cái đầu lâu rớt xuống, rơi tõm vào trong sông. Tần Mục sờn cả tóc gáy, trong nháy mắt khi cái đầu kia hạ xuống dòng sông thì hắn thấy rõ đó là khuôn mặt của phụ nhân mặt vàng mà hắn đã gặp một lần trong phủ thành chủ. Tần Mục ngẩng đầu, bên trong đám mây kia đã xảy ra chuyện gì? Trận mưa này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh mưa rào ngừng lại. Vừa nãy mưa máu nhuộm đỏ dòng sông tựa hồ chỉ là ảo giác, nước sông tuôn trào, lại khôi phục vẻ trong veo. Tần Mục lau sạch vết máu trên người, đợi một lúc lâu, Tư bà vẫn chưa hề xuất hiện, mà người mù lại bình chân như vậy, không lo lắng chút nào. Đúng lúc này, Tần Mục đột nhiên cảm giác được phía hạ du Dũng Giang truyền đến gợn sóng làm người ta sợ hãi, kinh thiên động địa, cực kỳ đáng sợ, thậm chí ngay cả con phụ giang thu dưới chân bọn họ cũng trở nên nôn nóng bất an, tốc độ đột nhiên tăng lên, nhanh chóng bơi về hướng thượng du. Đột nhiên lỗ tai người mù giật giật, quát lên, Mục Nhi, đứng vững nếu không muốn ngã xuống. Tần Mục vội vã đứng vững, hai chân phảng phất mọc rễ nảy mầm trên lưng phụ giang thú. Lúc này hắn nghe được một loại tiếng rít kỳ dị từ phía sau lưng truyền đến, vội vã quay đầu nhìn lại, không khỏi ngơ ngác, chỉ thấy dòng sông rộng lớn sau lưng bọn họ đang nhanh chóng dâng lên, tiếp tục dâng lên, nước sông vậy mà đang chảy ngược từ hạ du lên thượng du. Giờ phút này mặt sông phía hạ du đã cao hơn hai bờ sông hơn 10 trượng, sóng lớn trắng như tuyết dâng lên ngập trời, mạnh mẽ đập thẳng về hướng bọn họ bên này. Con sóng lớn kia cách bọn họ càng lúc càng gần, bọt nước điên cuồng tuôn ra, nhấn chìm rừng rậm hai bên bờ sông. Sóng lớn đáng sợ kia mãnh liệt sôi trào, từ tiếng rít đã biến thành tiếng nổ kinh thiên động địa, phảng phất mấy trăm luồng sấm sét đang nổ vang trong thung lũng. Tần Mục sờn cả tóc gáy, chỉ thấy bọt nước dư thừa của sóng lớn kia tản đi, rồi biến thành một bàn tay cực kỳ lớn. Bàn tay này hầu như rộng bằng mặt sông, từ hạ du mạnh mẽ đẩy lên hướng thượng du. Người mù vẫn bình tĩnh ung dung như cũ, tựa hồ không có lưu ý đến tình cảnh khủng bố sau lưng. Bàn tay khổng lồ do nước sông tạo thành kia rất nhanh đã tới phía sau bọn họ, cách bọn họ còn có trăm trượng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bàn tay lớn tan vỡ, hồng thủy gào thét chạy trồm, vang khắp nơi, sóng nước vọt tới nhấc con phụ giang thú dưới chân bọn họ lên cao hơn 10 trượng, sau đó hạ xuống. Tần Mục vẫn chưa hết sợ hãi, liền vội vàng nắm lấy xe bò trên lưng cự thú, miễn cho trượt vào trong nước. Người mù dùng trúc trượng khều nhẹ đầu phụ giang thú lập tức đổi hướng, lần thứ hai đi về phía hạ du. Mục Nhi, chúng ta về Tương Long Thành. Cách 30 dặm dưới hạ du, Tương Long Thành chủ Phó Vân Địch từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng rơi vào trên mặt sông, bay về phía trước hai bước, lúc này mới dừng lại, sắc mặt âm trầm, nhìn chung quanh, nói, vị sư huynh nào phá pháp thuật của ta? Không phải sư huynh, là sư tỷ. Tư bà mang theo rổ nhỏ, điểm bàn chân nhỏ từ trên mặt sông đi tới, mặt mũi nhăn nheo co rúm lại, cười híp mắt nói, thành chủ, làm ác trên sông, không sợ tổn thương những thôn dân đại khư kia sao? Nếu đòn đánh này của ngươi thành công thì thôn dân ở hơn trăm dặm sông này đều phải chết ở trong tay ngươi, ác nghiệp không thấp đâu. Ngươi chính là lão thái bà bên người tên vứt bỏ dân kia. Phó Vân Địch lạnh lùng nói, là ngươi truyền thụ cho hắn tuyệt học của lưu phái chiến kỹ, để hắn giết con trai của ta, mối thù giết con, không thể không báo, ngươi chặn đường ta, ngươi chết. Tư bà thở dài, từ trong rổ lấy ra một cái cuộn chỉ, sâu xa nói, thành chủ, cái này là Đại Dục Thiên Ma Kinh ngươi chờ mong rất lâu, nhưng đáng tiếc, đây là lần cuối cùng ngươi nhìn thấy nó. Ngươi sẽ còn sống, tuy nhiên là bị ta phong ấn tại bên trong da người của ngươi, ta sẽ quắc da của ngươi, trưởng quản Tương Long Thành, đi gặp Duyên Khang Quốc sư. Còn ngươi Phó Vân Địch đột nhiên rút lại, cuộn chỉ trong tay Tư bà xoay tròn, sợi chỉ nhanh chóng kéo dài ra, xuyên tới xuyên lui đan dệt trên mặt sông, chỉ một thoáng đã dệt thành một cạm bẫy, mà Phó Vân Địch thì ở ngay trong cạm bẫy này. Tối hôm qua, thời điểm con trai ngươi chết đã cho ta cơ hội ám hại ngươi, lúc đó ngươi liền bị thương nặng, nếu ngươi an phận hạ xuống chữa thương thì hôm nay có thể ngươi còn có khả năng chạy trốn. Tư bà cười híp mắt nói, đáng tiếc ngươi quá tham, đuổi bắt ta, muốn cướp đoạt Đại Dục Thiên Ma Kinh, vì lẽ đó hôm nay nhất định là kết thúc của ngươi, bằng ngươi cũng muốn giết ta, nằm mơ. Ngươi mới tu hành bao nhiêu năm? Thân thể Phó Vân Địch lay động, nguyên khí điên cuồng bắn ra, nguyên khí cực kỳ nồng đậm hình thành thiên thần 8 tay 8 đầu ở phía sau, hắn hầu như làm được luyện giả thành thật, thiên thần 8 tay 8 đầu dùng nguyên khí luyện thành còn thiếu chút nữa là hình thành thực chất. Trong tay thiên thần sau lưng hắn cầm 8 thanh pháp khí cũng được luyện đến cơ hồ đã biến thành thực chất, đường đường là Tương Long thành chủ, tự nhiên có thủ đoạn phi phàm. Bát tướng thiên thần công xác thực là công pháp không tầm thường, nhưng cũng chỉ không tầm thường mà thôi, còn lâu mới có thể đạt đến cảnh giới của thần. Tư bà cười khúc khích, đột nhiên lột túi ra xuống, từ bên trong túi ra bà đi ra một cô gái tao nhã, chính là vị giáo chủ phu nhân phong hoa tuyệt đại trong phủ thành chủ kia. Nàng bay nhanh về phía trước, cùng lúc đó sợi tơ do Đại Dục Thiên Ma Kinh biến thành nhanh chóng qua lại. Phó Vân Địch quát lớn, trước mặt liền thấy bàn tay vị giáo chủ phu nhân khuôn mặt tuyệt đẹp kia đánh tới, không khỏi cười lạnh nói, tự ấu u, ngươi chỉ chừng hơn 100 tuổi, pháp lực có thể thâm hậu bằng ta sao? Ầm ầm, hai người chạm trưởng, Tư bà bị chấn động đến mức bắn lên trên không. Muốn đi, Phó Vân Địch tung người nhảy một cái, cũng nhảy lên giữa không trung, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, sao ta lại trở nên nhẹ như vậy? Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt sông có một huyết nhân không ra đang đứng. Hắn nhìn chính mình một chút, không khỏi hét lên một tiếng, chính mình đã biến thành một tấm da người, mà huyết nhân phía dưới kia chính là bản thân đã bị lột ra. Trong chớp mắt Tư bà đối trưởng với hắn, sợi tơ do Đại Dục Thiên Ma Kinh biến thành chui vào trong cơ thể hắn, chỉ một lát đã phong ấn ba hồn bảy vía rồi lột ra hắn. Tư bà bị chấn động đến mức bắn lên trên không, kỳ thực là chủ động bay lên trời, dùng sức lôi kéo sợi tơ trong tay, thẳng thắn lưu loát kéo lớp da từ trên người hắn xuống. Phó Vân Địch, chỉ thường thôi. Tư bà nhấc tay nắm lấy tấm da người này, vù một tiếng khoác lên người mình, dung mạo cử chỉ giống y chang Phó Vân Địch, mà phía dưới thi thể không túi da của Phó Vân Địch chìm vào trong nước, bị nước sông cuốn đi, thân hình của nàng rơi xuống. Lúc rơi xuống mặt sông thì phụ giang thú chợt Tần Mục và người Mục cũng vừa vặn đi tới nơi này. Tương Long thành chủ, Tần Mục tê cả da đầu, thiếu bảo kiếm bên hông phát ra một tiếng keng vang giòn, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xuất kích. Mục Nhi, là bà. Trong miệng Phó Vân Địch truyền đến âm thanh của Tư bà, tiếp theo lại biến thành âm thanh của Phó Vân Địch, gần như không có khác nhau, nói, đại quân của Duyên Khang Quốc hẳn là sắp đến rồi chứ, khi nào mấy người trưởng thôn sẽ đến? Người Mù nghiêng đầu nói, bọn họ hơn phân nửa đã vào thành, quốc sư Duyên Khang này đến, khí thế hùng hổ. Bà, lần này ngươi mang dáng dấp của Phó Vân Địch, không thể lộ ra bất kỳ sơ sót gì, bằng không lấy bản lĩnh của quốc sư Duyên Khang khả năng một chiêu liền có thể lấy mạng của ngươi. Bắt tướng thiên thần công của Phó Vân Địch, ngươi có thể bắt trước được hay không? Tư bà phun trào nguyên khí, phía sau hiện ra thiên thần tám tay tám mặt, giống bắt tướng thiên thần công của Phó Vân Địch như đúc. Tần Mục tinh tế đánh giá, nhìn không ra bất kỳ sự khác nhau nào. Tạo hóa thiên trong Đại Dục Thiên Ma Kinh quả nhiên không tầm thường, không hổ là công pháp có thể thành thần thành ma. Người Mù than thở một phen, nói, đây là tạo hóa thiên thần công bên trong tạo hóa thiên. Tư bà gật đầu, trong miệng vẫn truyền đến âm thanh của Phó Vân Địch, nói, tạo hóa thiên trong Đại Dục Thiên Ma Kinh chia làm các thiên, địa, nhân, thần, quỷ, ma, linh, cái này chính là tạo hóa thiên thần công, giỏi về mô phỏng những công pháp khác. Người Mù trầm mặc chốc lát, nói, có câu này vốn ta cũng không muốn nói, tuy nhiên Mục Nhi đã 14 tuổi, nhất định phải nói một chút. Mục Nhi đã được Thiên Ma giáo phong làm thiếu giáo chủ, tương lai nhất định sẽ rời khỏi Đại Khư, khi nào thì ngươi mới truyền thụ Đại Dục Thiên Ma Kinh cho nó? Tần Mục cũng có chút buồn bực, hơn 2 năm qua Tư bà vẫn không truyền Đại Dục Thiên Ma Kinh cho hắn, thậm chí ngay cả nhắc cũng đều không nhắc tới chuyện này. Tư bà than thở, hiện giờ mà để nó tu luyện Đại Dục Thiên Ma Kinh, chỉ sợ sẽ làm vặn vẹo suy nghĩ ý thức của nó, môn công pháp này mà tính quá nặng. Người Mù gật đầu, được tôn làm thánh điển của Thiên Ma giáo, công pháp có thể thành thần thành ma nên đương nhiên Đại Dục Thiên Ma Kinh có ma tính sâu nặng, mặc dù là người trưởng thành tâm trí thành thục, chỉ sợ đều sẽ bị ma công thiên kỳ bách quái ghi chép bên trong mê hoặc, nhầm đường lạc lối. Chẳng hạn như tên phu canh ma giáo tu luyện tự tại tiên thiên công kia, vì lý giải sai lầm phương pháp tu luyện của tự tại tiên thiên công nên mới nuôi dưỡng tiên thiên chi khí của dị xà khi nuốt chừng trẻ sơ sinh để tu luyện tự tại tiên thiên công, mãi đến khi chết vào tay Tư bà và người Mù. Kỳ thực, nếu như có thể hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo Đại Dục Thiên Ma Kinh thì tu luyện thánh điển này cũng không khác gì công pháp chính đạo khác, sẽ không làm ác. Thế nhưng nếu như tìm hiểu hơi có sai lệch, vậy thì sẽ đi nhầm vào lối rẽ, nhưng lại vẫn có thể luyện thành. Tư bà cũng rất là đau đầu, nói, hơn nữa uy lực cũng rất mạnh, càng quỷ dị hơn, chỉ là sẽ lưu lại sơ hở rất lớn, nhưng lại hơn ở chỗ có thể học cấp tốc. Đây chính là nguyên nhân Thiên Ma giáo bị gọi là Thiên Ma giáo, kỳ thực lúc mới bắt đầu, Thiên Ma giáo gọi là Thiên Thánh giáo. Nghe đồn là do thánh nhân từ trên trời xuống lập nên, dự định giáo hóa chúng sinh, lúc này mới truyền công pháp xuống. Sau đó rất nhiều giáo đồ luyện chật, công pháp càng ngày càng kỳ lạ tà mị, cho nên mới bị gọi là Thiên Ma giáo. Tuy rằng xưa nay Mục Nhi đều có chủ ý riêng, thế nhưng tùy tiện giao Đại Dục Thiên Ma Kinh cho nó, ta sợ nó sẽ xuyên tạc ý tứ của kinh văn. Đột nhiên bà bay lên trời, lao về hướng Tương Long thành, chỉ còn âm thanh truyền đến, ta vào thành bố trí trước, chờ đợi quân tiên phong của Duyên Khang Quốc, các ngươi vào thành thu xếp ổn thỏa trước đi. Qua không lâu, Tần Mục và người Mù lại trở về Tương Long thành. Ban ngày Tương Long thành đã không còn náo nhiệt như tối hôm qua, nhưng vẫn có không ít thôn dân ở các nơi vẫn chưa rời đi. Tần Mục và người Mù trở lại khách sạn kia, ông chủ khách sạn là người của Thiên Ma giáo, từ lâu đã an bài xong gian phòng. Người Mù hưng phấn nói, Mục Nhi, ngày hôm nay ta dẫn con đi sòng bạc va chạm xã hội, hai ông cháu ta nhất định có thể đánh đâu thắng đó, kiếm được đầy bồn đầy bát. Tần Mục nhớ tới tình hình người mù bị người ta giơ lên ném từ sòng bạc ra đường tối hôm qua, lắc đầu nói, con không đi. Người mù lúng túng nói, vậy con đưa ta ít long tệ. Tần Mục lấy ra túi tiền, người mù duỗi bàn tay lớn lấy một vốc tiền to, nhấc theo trúc trượng hứng thú bừng bừng đi ra ngoài. Tần Mục dở khóc dở cười, người mù thích đánh cược, thế nhưng khăng khăng không muốn vận dụng năng lực của chính mình, chỉ bằng vận may đánh cược của người khác. Thuở nhỏ Tần Mục thường theo người mù học nghe gió đoán phương hướng, bất kỳ xúc sắc bài cửu, vừa nghe là biết. Tần Mục còn có thể làm được, huống chi người mù. Hơn nữa người mù còn có tâm thần nhãn, có thể nói là đánh cược tất thắng, mà ông lại khăng khăng không dùng, chỉ đánh cược vận may, bởi vậy mới đánh cược bị thua. Tần Mục đi xuống lâu, ông chủ khách sạn tiến lên phía trước, cười hiền nói, thiếu giáo chủ ra ngoài à, có cần thuộc hạ sắp xếp một chút hay không? Tần Mục lắc đầu, nói, trong khách sạn tai mắt đông đảo, không cần gọi ta là thiếu giáo chủ, gọi công tử là được. Vâng, công tử. Tần Mục suy nghĩ một chút, dò hỏi, sòng bạc sát vách là sản nghiệp của ai? Ông chủ khách sạn kia tỏ rõ vẻ tươi cười, nói, đương nhiên là sản nghiệp của công tử. Công tử muốn tới đó xem thử sản nghiệp của mình sao? Thuộc hạ bây giờ liền đi thông báo ông chủ sòng bạc đến đây hầu hạ. Sản nghiệp của ta? Tần Mục sợ hết hồn, có chút kinh ngạc, lắc đầu nói, không cần. Trong Tương Long thành này ta có bao nhiêu sản nghiệp? Ông chủ khách sạn kia trầm ngâm một lát, tính toán nói, quán ăn, sòng bạc, khách sạn, quán rượu, thanh lâu, tiệm đồ cổ, tiệm gia dụng, tiệm thuốc, lò rèn, tiệm binh khí. Công tử, toàn bộ Tương Long thành, hơn phân nửa đều là sản nghiệp của công tử, quá nửa thế lực trong thành đều là thế lực của công tử. Mỗi sòng bạc, mỗi cái câu lan, từng quán ăn trong chợ bán thức ăn, quán thịt, người hầu trà của khách sạn, võ giả rèn sắt, người giúp việc và dược sư của tiệm thuốc, ông chủ tiệm binh khí, chỉ cần công tử nói một tiếng thì sẽ vì công tử bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Chẳng trách tối hôm qua có nhiều người giúp ta như vậy, chém giết những kẻ theo dõi kia. Tần Mục trố mắt, trong đầu có chút mê muội, sau một lát mới từ từ nói, ngươi nói cho sòng bạc, lão tiên sinh mù mắt đi cùng ta kia, nói bọn họ không nên lúc nào cũng thắng ông ấy, để ông ta thắng vài ván, thế nhưng cũng không thể để cho ông ấy toàn thắng, có thua có thắng, ông ta hài lòng là được. Vâng. Ông chủ khách sạn lui xuống rồi ra ngoài thu xếp, cũng không lâu lắm dẫn một người đàn ông trung niên áo lông trồn sặc sỡ, trên đầu ngón tay mang đầy nhẫn ngọc tới, cúi chào Tần Mục, nói, đây là chủ nhân sòng bạc, Hàn Hương chủ của thánh giáo ta. Mặt Hàn Hương chủ lộ vẻ khó khăn, nói, công tử, không phải là thuộc hạ không muốn để người mù kia thắng, mấu chốt là người mù giở trò trước mặt mọi người, hơn nữa thủ đoạn bị ổi, nếu ông ta không trắng trợn như thế thì ngược lại cũng không thể không được. Tần Mục buồn bực, ông ta giở trò như thế nào? Hàn Hương chủ đạo, lúc chơi bài cửu mà gặp phải bài xấu thì người mù liền chỉ vào ngoài cửa sổ nói bên ngoài có chim thần, sau đó liền dưới con mắt mọi người trắng trợn động tay động chân đổi bài. Hơn nữa, bài cửu xong chúng ta là màu đen, ông ta lại lấy từ trong túi ra bài màu xanh, thuộc hạ không thể làm gì, kính xin công tử thông cảm cho một chút. Tần Mục giở khóc giở cười, trầm mặc chốc lát, nói, để ông ta thắng mấy ván, nếu ông ta giở trò bị bắt vậy thì cũng đánh nhẹ một chút. Thuộc hạ tuân lệnh. Hàn Hương chủ xoay người đi ra ngoài. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, toàn bộ Tương Long thành vậy mà có hơn phân nửa đều là sản nghiệp của mình, quá nửa đều là thế lực của mình, khi nào thì bản thân đã biến thành đại phú hào giàu nhất thiên hạ. Cái tên thiếu giáo chủ của Thiên Ma giáo này cũng thật là lớn, 1000 long tệ kiếm được tối hôm qua thực sự không là cái gì so với nó. Trong lòng hắn quái dị, đến cùng thì thành chủ Tương Long thành là Phó Vân Địch hay là chính mình? Hơn nữa bà giết Phó Vân Địch, khoác túi da của Phó Vân Địch, đây há không phải nói toàn bộ Tương Long thành đều là của chính mình sao? Hắn có một loại cảm giác hoang đường, lắc đầu, đi ra khách sạn, dạo xung quanh. Tối hôm qua hắn chỉ quan sát cổ miếu cạnh phủ thành chủ, lần này định đến xem long trụ của Tương Long thành. Tương Long thành khổng lồ như thế, vậy mà những long trụ kia lại có thể bảo vệ vùng lãnh địa này không cho bóng tối xâm lấn, chắc chắn là vô cùng ghê gớm. Tần Mục mở ra thần tiêu thiên nhãn, tinh tế đánh giá long trụ trước mặt, than thở không ngớt. Hình điêu khắc trên long trụ chính là long thần, cực kỳ khổng lồ gần như di cốt long vương hắn nhìn thấy trong Long cung Dũng Giang vậy. Những long thần quay quanh trụ đá này to đến hơn 30 trượng, được điêu khắc rất sống động, trụ đá cao 160, 70 trượng, có thể tưởng tượng được long thần khổng lồ cỡ nào. Tần Mục ngước nhìn, long thần trên long trụ chẳng khác nào đang sống lại, hiển lộ hết vẻ dữ tợn hung ác, rồi lại vô cùng thần thánh, mạnh mẽ hào hùng. Trong bản đồ đại khư, tòa thành này không phải Tương Long thành, mà là Thiên Long Tinh Cung, đây là tác phẩm của thần. Nếu như có thể nghiên cứu được xu thế từ hoa văn của điêu khắc thì rất có lợi với đạo thư họa của mình, thậm chí nói không chừng còn có thể tìm hiểu ra công pháp của thần. Tần Mục tràn đầy phấn khởi, kiểm tra từng chút một cấu tạo hoa văn của long trụ. Tuy vị thần điêu khắc long trụ cũng không hề có ý hòa công pháp của mình vào trong đó, nhưng xu thế điêu khắc lại không tự chủ được mang theo dấu vết công pháp thần thông của mình. với người khác thì long trụ chỉ là phù điêu mà thôi, nhưng Tần Mục theo người điếc học tập thư họa nên rất am hiểu đạo lý trong này. Trong bản đồ đại khư, bên cạnh Thiên Long Tinh Cung là Tinh Hải, cách nơi này không tới 200 dặm. Theo cái tên này đến xem thì Thiên Long Tinh Cung hẳn là chỗ ở của Thiên Long. Nơi này rộng lớn như vậy, lẽ nào là nơi tập trung của Long tộc? Bóng tối tập kích khiến Long tộc cũng biến thành phế tích. Tần Mục vừa tra xét, vừa cảm khái trong lòng. Đột nhiên một âm thanh kinh ngạc từ bầu trời truyền đến. Chăn bò, sao ngươi còn ở Tương Long Thành? Tần Mục nghe quen tai, theo tiếng ngước đầu nhìn lên, đã thấy trên long trụ thò ra một cái đầu nhỏ, chính là nha đầu mang theo hắn tiến vào phủ thành chủ ăn chùa uống chùa kia. Linh Dục Tú vui vẻ vẫy tay với hắn, âm thanh truyền đến, ngươi có thể lên đây không? Tần Mục nhìn độ cao này, do dự một chút, trụ đá quá cao, hiện giờ lại không có gió, không chỗ mượn lực, muốn tới đó e là chỉ có thể chạy lên. Hắn có thể chạy lên vách núi, nhưng vách núi bình thường chỉ cao 30 đến 50 trượng, mà long trụ lại thẳng đến 160, 70 trượng, hắn còn chưa bao giờ thử qua. Tần Mục lùi về sau mười mấy bước, đột nhiên dưới chân pháp lực, hướng về long trụ chạy đi, chỉ trong vài bước, tốc độ của hắn liền tăng lên tới cực hạn, phù quang lực ảnh, nhằm phía long trụ, tiếp theo chân đạp long trụ, thân thể song song cùng mặt đất, lao nhanh lên trên, tốc độ của hắn kinh người, dung lượng cũng kinh người, thừa thế xông lên hơn trăm trượng, lao thẳng lên đỉnh long trụ, hỏng bét, chạy không tới. Tần Mục chỉ cảm thấy dung lượng của mình đã đến cực hạn, tốc độ bắt đầu chậm lại, mà lúc này còn cách đỉnh long trụ 5-3 trượng nữa, hắn lại xông lên phía trên hơn 3 trượng, cuối cùng hết lực, thân thể bắt đầu rơi xuống dưới, nhưng vào lúc này trên long trụ buông xuống một sợi dây, quấn vào cổ tay của hắn, giật nhẹ, kéo hắn lên trên. Tần Mục đảo người giữa không trung rồi rơi vào đỉnh long trụ, phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi này vậy mà rất bằng phẳng, là một cái bệ đá to lớn, một bên phía nam bệ đá lại điêu khắc một đầu rồng, có thể từ bệ đá bên này bỏ qua, đứng trên đầu rồng. Linh Dục Tú tiến lên, mở sợi tơ trên cổ tay hắn ra, cười nói, ngươi vậy mà chạy lên, ngươi không biết sao, bên trong long trụ có cầu thang, có thể từ đó leo lên. Tần Mục nhìn sợi tơ của nàng, kinh ngạc nói, sợi dây này của ngươi tính chất không sai. Đương nhiên, Linh Dục Tú không khỏi đắc ý, nói, đây là dùng tơ thiên hương dệt thành, là cống phẩm hiến cho hoàng đế, tự nhiên thượng thừa. Ngươi ngửi thử, rất thơm, đây là mùi thơm tự nhiên, vĩnh viễn cũng sẽ không tản đi. Tần Mục cúi đầu ngửi một cái, quả thực có một mùi thơm, cười nói, ta cũng có một cái khăn tay dệt từ tơ thiên hương, cũng thơm như vậy. Dứt lời, móc khăn tay trong lồng ngực của mình ra, Tần Mục tung khăn tay ra, nhìn một chút tính chất của sợi dây, nói, vốn ta liền cảm thấy được trên người ngươi rất thơm, rất quen thuộc, nguyên lai chúng ta dùng cùng một loại vải. Linh Dục Tú nhìn thấy khăn tay này thì khuôn mặt lập tức đỏ bừng, vội vã đoạt lấy khăn tay từ trong tay hắn, vừa thẹn vừa giận, đây là đồ vật của ta, sao lại ở chỗ ngươi, ngươi còn xem là khăn tay, không để ý tới ngươi nữa. Thiếu nữ này giận đùng đùng chạy lên đầu rồng ngồi xổm xuống, hai tay bịt tai, nhìn về phía phương xa. Tần Mục ngạc nhiên, đây là khăn tay của ngươi, mới không phải khăn tay. Linh Dục Tú cả giận nói, đây là của người ta, không để ý tới ngươi, không phải khăn tay thì có thể là cái gì? Thiếu niên không rõ, nói, đây là da da què cho ta, nói là dùng để lau mồ hôi, ta thấy tính chất không sai vì thế mang theo bên người, nếu là đồ vật của ngươi, vậy trả lại ngươi là được, cần gì phải tức giận. Linh Dục Tú ném yếm ngực xuống, tức giận nói, trả lại ta cũng không được. Nguyên khí Tần Mục lao ra, uốn yếm ngực lên, cười nói, ngươi ném xuống sẽ bị người khác nhặt được cầm lau mồ hôi, còn không bằng cho ta, ta luyện võ chảy mồ hôi nhiều. Linh Dục Tú cáu giận nói, đưa ta. Thiếu niên càng phiền muộn hơn, nói, trả lại ngươi, ngươi lại muốn vứt, cần gì chứ, còn không bằng cho ta lau mồ hôi. Linh Dục Tú vội vã cướp lại, suy nghĩ một chút, lại lấy ra một cái khăn tay kín đáo đưa cho hắn, đây là đồ vật của con gái, ngươi là con trai dùng không ngại khó coi sao, cho ngươi cái khăn thơm này, cũng dệt từ tơ thiên hương, bên trên còn có đồ vật tự tay ta thêu, ngươi dùng để lau mồ hôi cũng được. Tần Mục tiếp nhận khăn thơm, chỉ thấy mặt trên thêu một cái đầu heo siêu siêu vẹo vẹo, cười nói, thêu thật xấu. Linh Dục Tú vừa tức vừa vội, đưa tay giật lại, ngươi không muốn liền trả lại ta. Tần Mục vội vã thu hồi, đi lên phía trước, ngồi xuống bên cạnh nàng, ngươi lấy khăn tay của ta, trả lại ta một cái là chuyện đương nhiên, cái của ta khá lớn, cái ngươi cho ta khá là nhỏ, nói đến vẫn là ta thiệt thòi. Mặt trời đã lên rất cao, ánh nắng đầu xuân mang theo ấm áp ngọt ngào, thiếu niên cảm thấy cực kỳ thích ý, ngửa mặt nằm xuống, nhìn mây trắng bay qua phía xa. Linh Dục Tú hấp háy mắt, nói, ngươi cảm thấy thất công tử bụ bẩm kia đẹp không? Tần Mục suy nghĩ một chút, nói, hắn lớn lên nhìn vẫn đẹp, chính là khí thức âm nhu quá nặng, không giống nam nhân, giống nữ nhân. Linh Dục Tú không nhịn được cười, vuốt mái tóc trước ngực, cười hì hì nói, vậy ngươi cảm thấy ta lớn lên có đẹp không? Tần Mục nghiêm túc cẩn thận nhìn nàng, nói, tuy mặt mập một chút, nhưng ngoại hình vẫn không tệ. Linh Dục Tú rất là thỏa mãn, hiếu kỳ nói, ngươi giết con trai Phó Vân Địch, sao không chạy ra thành mà chạy ngược trở về? trở về có việc. Tần Mục nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói, đại quân của Duyên Khang Quốc sắp tới nơi này, ta về để ngăn cản sự xâm lấn của Duyên Khang Quốc. Linh Dục Tú hơi chấn động trong lòng, sắc mặt nghiêm nghị, chậm rãi nói, ngươi có biết là đang lấy trứng trọi đá không? Lại nói, bị Duyên Khang Quốc thống trị có cái gì không tốt, bách tính Duyên Khang Quốc an cư lạc nghiệp, các môn các phái đều phục tùng sự thống trị của triều đình, ngay ngắn rõ ràng, bên trong quốc cảnh không có chiến loạn, chỉ có một ít phần tranh nhỏ, có chỗ nào không sánh được Đại Khư? Đại Khư là địa phương hỗn loạn cỡ nào, dân chúng lầm than, mỗi ngày đánh giết, ăn bữa trước không có bữa sau, liền sống tạm cũng khó khăn. Ta đi tới Đại Khư, liền nhìn thấy không biết bao nhiêu gia đình đang bán con bán cái, có thể thấy được cảnh ngộ thê thảm. Đại quân của Duyên Khang Quốc mới là quân đội chính nghĩa, các ngươi hẳn là từ bỏ chống lại, chủ động nghênh tiếp quân đội của hoàng đế Duyên Khang. Tần Mục mở mắt, ánh mắt sâu thẳm, người của Đại Khư cũng không muốn sinh sống ở nơi này, tuy nhiên ta nghe nói, người của Đại Khư bị gọi là dân bị thần vứt bỏ, nếu rời khỏi Đại Khư thì sẽ bị biên quan của Duyên Khang Quốc bắt, có người lập tức bị xử tử, có người thì lại bị bán làm nô lệ đi đào mỏ, không mấy năm cũng chết. Hắn ngồi dậy, 10 ngón tay đan trước đầu gối, sắc mặt bình tĩnh nói, bọn họ cũng muốn sống khá hơn một chút, thế nhưng ngược lại đi tới Duyên Khang càng chết nhanh hơn, còn không bằng ở lại Đại Khư, ở lại chỗ này còn có thể miễn cưỡng sống sót. Nếu đại quân của Duyên Khang Quốc công chiếm Đại Khư thì sẽ đối xử với những vứt bỏ dân như chúng ta đây thế nào, là giết hay là cho làm nô lệ? Dục Tú muội, hoàng đế và quốc sư Duyên Khang Quốc không coi trọng bách tính nơi này, mà vùng đất này là nơi bị thần vứt bỏ, những vứt bỏ dân sinh sống trong nơi bị thần vứt bỏ này, mặc dù mỗi buổi tối đều sẽ có bóng tối tập kích, mỗi ngày ra ngoài săn thú đều gặp phải đủ loại nguy hiểm, nhưng mà dù sao còn có thể sống sót, còn có thể cho con trai con gái của mình mạng sống, mà Duyên Khang Quốc thống trị nơi này, vậy thì ngay cả địa phương sống sót đều không còn. Linh Dục Tú ngẩn ngơ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, nàng chỉ cảm thấy Duyên Khang Quốc là chính nghĩa, nhưng chưa hề nghĩ tới những người ở nơi này sẽ gặp phải tình cảnh gì. Nàng không nhịn được nói, người biết không, người chống lại đại quân Duyên Khang thì chỉ có một con đường chết, không thể sống sót. Tần Mục lộ ra nụ cười sán lạn, tràn ngập tự tin, ngẩng đầu nhìn về phía đông, không, hoàng đế và quốc sư Duyên Khang Quốc sẽ ở chỗ này đá phải đá cứng, sẽ ở chỗ này va vào tường, sẽ bị giết sạch, bọn họ không biết bọn họ sẽ sắp gặp phải cái gì ở trên mảnh đất thần bí này. Thần thoại bất bại của Duyên Khang kết thúc ở đây. Linh Dục Tú đứng dậy, tức giận nói, người ngu xuẩn mất khôn, người nhất định sẽ chết ở tòa thành này, tội gì chứ? Tần Mục đứng lên, nhìn thẳng đôi mắt của nàng, vứt bỏ dân đến Duyên Khang Quốc chỉ có một con đường chết, Duyên Khang Quốc muốn xâm lấn nơi này, biến nơi đây thành biên giới của Duyên Khang, vứt bỏ dân càng chắc chắn phải chết, nếu không phản kháng cũng chết, phản kháng lại có một chút hy vọng sống, vì sao vứt bỏ dân không thể phản kháng? Linh Dục Tú bị hắn nhìn đến bực bội trong lòng, từ trên đầu rồng đi xuống, đứng ở trên bình đài, quay đầu lại nhìn hắn một chút, cắn răng nói, ta là người Duyên Khang Quốc, mục đích ta tới lần này chính là chiếm lĩnh Đại Khư, để nơi này biến thành lãnh địa của Duyên Khang Quốc. Tần Mục gật đầu. Linh Dục Tú nói, ta không thể phản bội Duyên Khang, bất kỳ ai đối nghịch cùng Duyên Khang Quốc đều sẽ là kẻ địch của ta. Tần Mục gật đầu lần nữa, ta là vứt bỏ dân, ta cũng không thể phản bội Đại Khư. Linh Dục Tú xoay người hướng về bậc thang một bên bệ đá, thân hình biến mất, âm thanh lại từ trong trụ đá truyền ra, trên chiến trường, nếu quả như ta gặp phải ngươi, ta sẽ không lưu tình. Tần Mục nhìn về phương xa, nơi đó khói bụi từ từ bay lên, tựa như sương mù bao phủ trăm dặm đường di chuyển về nơi này, thấp giọng nói, ta cũng thế. Bên trong sương mù, đến hàng ngàn cự thú mở đường ở phía trước, những cự thú này thân thể hùng tráng như núi, mọc ra răng nanh thật dài, khắp cả người là giáp xương, lưng mang vật nặng, nhưng hành động lại không chậm chút nào, lúc đi lại cốt giáp và chạm phát ra tiếng vang rầm rầm. Đi theo phía sau cự thú chính là quân đội mênh mông vô bờ, tràn ngập khí tức tiêu điều, tinh kỳ lay động, trung tâm quân đội có từng chiếc chiến xa chạy qua, trên không trung còn có từng chiếc lâu thuyền, trên lâu thuyền cũng đứng đầy tướng sĩ, mà ở trung tâm mỗi một chiếc lâu thuyền đang có mười mấy tên dược sư khí thế ngất trời luyện chế đan dược, còn có đồng tử không ngừng đưa linh đan diệu dược được luyện xong vào trong lò lớn giữa lâu thuyền. Những linh đan diệu dược kia được tập trung vào lò lớn, lập tức hóa thành pháp lực điên cuồng, từ trong lò lớn tràn vào hai bức tượng thú thông gió ở đuôi thuyền, trong miệng tượng thú thông gió điên cuồng phun ra khí lưu, làm lâu thuyền bay lên, tiến về phía trước. Đại quân của Duyên Khang Quốc từ biên quan lái tới, hơn nữa đây chỉ vẻn vẹn là đội quân tiên phong, mặt sau còn có quân đội cường đại hơn đang tập kết ở biên quan. Nơi đó, cờ xí của quốc sư lay động, Tần Mục nhìn đại quân Duyên Khang Quốc càng ngày càng gần, cảm giác nặng nề trong lòng. Bất kỳ người lính nào trong quân đội nơi đó đều là võ giả đã trải qua chinh chiến chém giết, cái gọi là hổ lang chi sư, chính là đại quân như vậy. Đối mặt một nhánh đại quân như vậy, Tương Long Thành nhìn như cực kỳ vững chắc cũng giống như một nơi nhỏ bé chật hẹp, dễ dàng bị công phá. Duyên Khang Quốc, Tần Mục đè xuống chấn động trong lòng, thấp giọng nói, Trưởng thôn đã từng nói Duyên Khang Quốc là môn phái ngụy trang thành quốc gia, ở Tần Mục xem ra, quốc gia quả thực càng có lực lượng mạnh mẽ hơn môn phái, càng có lực liên kết chỉnh hợp, càng có lực bộc phát. Khi một môn phái đã cơ cấu thành một tổ chức nghiêm mật, một quốc gia có hệ thống quan chức đầy đủ, có bộ máy đào tạo đời kế tiếp, như vậy sẽ mạnh mẽ cỡ nào, trở thành quốc gia, mới là phương hướng phát triển cuối cùng của một môn phái. Trong phủ thành chủ, Tư bà khoác túi ra, Phó Vân Địch chắp hai tay sau lưng, phía sau hiện ra bát tướng thiên thần, hiển lộ hết khí phách hào hùng và bá đạo của Tương Long thành chủ Phó Vân Địch, thầm nghĩ, Duyên Khang Quốc sư, rốt cục đến rồi. Mà trước cửa sòng bạc, người mù chống trượng đứng đó, nghiêng tai lắng nghe tiếng hành quân càng lúc càng gần. Chợ bán thức ăn, đồ tể chỉ còn nửa người trên đang mái đau xì xì. Bên trong hiệu sách sát chợ, một người điếc mang theo tay sắt đang múa bút vẽ tranh trong sân hiệu sách, bút vẽ dài đến hơn trượng. Người điếc vẽ tranh như cuồng như điên, bỗng nhiên hất bút, chỉ thấy một bức lôi vân đồ đã vẽ xong, phạm vi mấy trượng phóng lên trời, bay lên trên không. Bức họa này tiến vào bầu trời, dần dần biến mất, chỉ một thoáng lôi vân nằm dày đặc, vô số tia chớp lôi đỉnh răng rắc từ không trung đánh xuống. Trên long trụ, Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phạm vi bao phủ của lôi vân càng lúc càng rộng và đang không ngừng lan tràn ra phía ngoài, tựa như một vòng xoáy khổng lồ. Cho dù vô số sấm chớp không ngừng đánh xuống, nhưng vẫn là quay chung quanh vòng xoáy này. Lôi vân đang di động về hướng quân tiên phong của Duyên Khang Quốc, đột nhiên một tia chớp bổ xuống mặt đất, lập tức nơi bị lôi điện bổ trúng ánh lửa điện quang tứ tán bốn phía, tựa như từng con rắn vàng, đồng thời bùng phát ra một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa. Tiếp theo, vô số lôi điện như đã tìm được mục tiêu, từ trên trời điên cuồng đánh xuống. Hình ảnh này khác nào từng lưỡi cày từ trên trời hạ xuống xới tung mặt đất, từ phía trước cày đến đại quân của Duyên Khang Quốc. Ầm ầm, vô số lôi đỉnh va chạm cùng quân tiên phong của Duyên Khang Quốc, thời gian không tới một hơi thở, từng con mãnh thú to lớn liền bị bổ đến ngoài khét trong chín dục, răng rắc, lôi điện bổ trúng cự thú, có cự thú càng như bị kiếm sắc bổ trúng, bị mổ bụng phá ruột vậy, cự thú gào thét, chạy tứ tán, thậm chí phóng về phía sau, trên đường lao qua, dẫm chết không biết bao nhiêu binh sĩ. Lôi đình chuyển động theo sát phía sau đi vào trong quân đội, trong lúc nhất thời binh mã đại loạn, không biết bao nhiêu tướng sĩ bị lôi điện bổ trúng, chết ngay tại chỗ. Một chiếc lâu thuyền bị mấy luồng lôi đình bắn trúng, lập tức bốc lên lửa lớn rừng rực, từng lò luyện đan ở trung tâm lâu thuyền nổ tung, ngọn lửa đốt những dược sư và đồng tử kia thành người lửa. Dược lực từ lò luyện đan trong phòng điên cuồng lao ra, nhảy vào lò lớn ở trung tâm, lò lớn không kịp chuyển hóa những dược lực khủng bố này, ầm ầm nổ tung, lập tức chiếc cự hạm này chia 5/7, tán loạn giữa trời. Còn có lâu thuyền bị nổ lò lớn ở trung tâm, không có động lực, kéo theo khói đặc cuồn cuộn từ bầu trời chênh chách rơi xuống, ép chết không biết bao nhiêu binh lính không kịp đào tàu. Vốn là khí thế của đại quân Duyên Khang Quốc đè ép cả tòa thành, mà hiện tại thì khí thế lại hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại hỗn loạn. Lộ tướng quân, đám lôi vân này rất kỳ lạ, phảng phất như nhắm vào quân đội Duyên Khang chúng ta. Một đội thám báo vội vàng đến báo, một chân quỳ xuống giữa trung quân, chắp tay nói, lôi vân bao phủ trong phạm vi 80 dặm. Ngoài 80 dặm không có một đám mây nào. Vị lộ tướng quân kia khôi ngô hùng tráng, trong mắt lóe lên tinh quang, trầm giọng nói, điều động phong hầu quân, thổi tan lôi vân. Dạ, truyền lệnh tướng quân. Phong hầu quân làm phép, thổi tan lôi vân. Phía sau, trong một nhánh quân đội có tướng sĩ mặc trang phục kỳ dị, từng người mang theo một cái hồ lô lớn trên lưng. Đám tướng sĩ này dồn dập mở miệng hồ lô ra, lập tức từng luồng gió đen từ trong hồ lô phóng lên trời. Từng tướng sĩ trong nhánh quân đội này khống chế nguyên khí, chỉ tay một cái, hắc phong gào thét phồng lên, hóa thành cuồng phong, liền thành một mảnh thổi về lôi vân trên bầu trời. Nhưng vào lúc này, tại hiệu sách trong thành, người điếc đã vẽ xong bức tranh thứ hai, là bức Long Quyển Sậu Vũ Đồ. Ngòi bút vẩy một cái, Long Quyển Sậu Vũ Đồ bay vào trên không, ẩn nấp biến mất. Phong hầu quân vừa mới làm phép, gió đen thổi tới lôi vân thì đột nhiên kịch biến, đột ngột nổi lên. Trong lôi vân kia, từng luồng lốc xoáy to lớn tựa như thần long từ trong lôi vân vẫy đuôi, xen vào vô số tướng sĩ bên trong đại quân. Không chỉ một luồng lốc xoáy mà là mấy chục luồng, cuốn gió đen của phong hầu quân lên, hòa vào bên trong lốc xoáy, càng làm uy lực của lốc xoáy tăng thêm. Vô số tướng sĩ bị cuốn vào không trung, khua tay múa chân. Đáng sợ hơn chính là, những tướng sĩ này vừa bị cuốn bay đến giữa không trung, liền có vô số tia chớp lôi đình bổ xuống, biến họ thành than cốc giữa không trung. Dù bọn họ là võ giả hay là thần thông giả thì đối mặt với sức mạnh đất trời bực này cũng không thể làm gì. Giữa bầu trời, giông tố mãnh liệt, mưa to tầm tã như chút nước từ trên trời giáng xuống, dội quân đội Duyên Khang đến lạnh xuyên tim. Từng luồng tia chớp lôi đình rơi vào trên người tướng sĩ ướt nhẹp, rơi vào đầm nước chảy rộng trên đất, càng tăng thêm uy lực lôi đình. Thân thể vô số người run rẩy trong sấm sét, vặn vẹo, biến thành than cóc. Yêu ma quỷ quái, dám to gan làm càn, Huyền Vũ quân xuất thuẫn. Vị lộ tướng quân kia giận tím mặt, hai tay vỗ mạnh xuống phía dưới, thân hình bay lên trời, đánh vào trong lôi vân giữa không trung, thân hình ngang dọc tới lui, miễn cưỡng đánh tan từng luồng lốc xoáy, từng luồng lôi đình bổ về phía hắn, thế nhưng còn chưa tới bên cạnh liền bị ánh sáng tỏa ra từ áo giáp của hắn hất văng, không cách nào bổ trúng thân thể. Mà ở phía dưới, các tướng sĩ Huyền Vũ Quân cùng quát lớn, nguyên khí hóa thành một mặt thuẫn lớn bay lên không trung, thuẫn nguyên khí trôi nổi cách đỉnh đầu quân đội hơn 10 trượng, ngăn trở mưa rào tầm tã. Những lôi đình đánh xuống kia cũng bị Huyền Vũ thuẫn ngăn cản, lòng quân an tĩnh lại, tướng lĩnh các nhánh quân vội vã chỉnh đốn, chém giết đào binh, tập hợp lại. Trong Tương Long Thành, lại có một bức tranh lớn phá không bay vào bầu trời, là một bức Bách Ma Đồ. Bách Ma Đồ dần dần biến mất trên không trung, không còn tăm hơi. Tiếp theo, trong lôi vân từng vị ma thần khuôn mặt dữ tợn hung ác giết ra, vây quanh Lộ tướng quân chém giết. Lộ tướng quân tê cả da đầu, liều mạng chống cự, nhưng vào lúc này lại có một bức tranh lớn từ Tương Long Thành bay ra. Lộ tướng quân liếc nhìn lại, không khỏi bị dọa đến hồn phi phách tán. Đó là một bức thiên thạch đồ, trong tranh có vô số thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Lui binh! Lộ tướng quân vừa hống ra câu nói này thì thiên tượng giữa bầu trời đột ngột biến đổi, từng khối vẫn thạch khổng lồ kéo theo ngọn lửa thật dài từ trên trời giáng xuống, cắt ngang bầu trời, đánh về đại quân Duyên Khang Quốc phía dưới. Một người vẽ tranh có thể kháng cự trăm vạn hùng binh, điều này làm cho ta nghĩ tới một người. Biên giới Duyên Khang Quốc và Đại Khư, Duyên biên quan, trên lâu thành, một người đàn ông trung niên mày liễu đỏ như son đứng ở nơi đó, phía sau là từng vị đại tướng. Trung niên nam tử này chính là quốc sư Duyên Khang. Nhìn thấy quân đội Duyên Khang Quốc rơi vào hiểm cảnh, nhưng không chút biến sắc, không nhanh không chậm nói: năm đó khi Thiên Đô Quốc vẫn còn thì Thái tử Thiên Đô Quốc phong hoa tuyệt đại, tư chất tuyệt luân, là đệ nhất mỹ nam tử Thiên Đô Quốc, cũng là người có tư chất tốt nhất, chỉ là say mê thư họa, đã từng nói hai tai mình không nghe chuyện thiên hạ, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Nhung Lang Quốc xâm lấn, muốn tiêu diệt Thiên Đô Quốc, Thiên Đô Quốc đã không thể chống cự, mà vị thái tử này vẫn say mê họa đạo như cũ. Đến khi hắn tỉnh lại từ trong đạo thư họa của mình thì Nhung Lang Quốc đã công phá hoàng cung, đang tàn sát bách tính của hắn. Cha của hắn, hoàng đế Thiên Đô Quốc cũng bị giết chết, có binh sĩ nhấc theo đầu của hoàng đế khoe khoang chung quanh. Phía sau hắn, từng vị tướng quân của Duyên Khang Quốc yên lặng lắng nghe, không nói một lời. Trong đó, bội kiếm bên hông một vị tướng quân bay lên trời, hóa thành một tia sáng lao đi thật xa, thẳng đến trăm vị ma thần trong đám mây sấm sét dày đặc kia. Sau đó Thái tử Thiên Đô Quốc phát điên. Ánh mắt của quốc sư Duyên Khang mày liễu đỏ ao kia sâu thẳm, tiếp tục nói: hai tai hắn không nghe chuyện thiên hạ, dẫn đến quốc gia mình bị diệt, còn cần đôi lỗ tai này làm gì? Hắn là người cực đoan, bên đường khóc lớn, cắt đứt lỗ tai của chính mình, đâm thủng cả màng tai. Hắn dùng máu của dân chúng trên đất vẽ tranh, vẽ ra địa ngục. Hắn vẽ 18 tầng địa ngục. Sau đó, thủ đô Thiên Đô Quốc biến mất, biến thành một vực sâu không đáy. Trăm vạn đại quân của Nhung Lang Quốc cũng rơi vào vực sâu, trở thành một phần của địa ngục, bị quỷ thần địa ngục ăn mất. Có một số cường giả muốn chạy trốn, lại bị ma thần trong địa ngục lùng bắt, kéo vào địa ngục. Sau chiến dịch kia, Thiên Đô Quốc và Nhung Lang Quốc đều kết thúc, cũng không lâu lắm hai quốc gia đều bị hủy diệt, mà vị thái tử Thiên Đô cũng biến mất. Ta đi qua di tích hoàng cung của Thiên Đô Quốc, nhảy vào vực sâu đen ngòm nơi đó, đi qua 18 tầng địa ngục một lượt, nhìn thấy 18 bức địa ngục đồ của hắn, biết rõ bi ai và tuyệt vọng trong nội tâm vị thái tử này, đồng thời cũng thương tiếc tài năng của hắn. Vì lẽ đó ta mới dâng thư cho bệ hạ, xin bệ hạ thành lập họa thánh các. Kỳ thực Thái tử Thiên Đô làm họa thánh của họa thánh các này thì không thể thích hợp hơn. Ta cho rằng khả năng mãi mãi cũng không thấy được họa thánh, không nghĩ tới lại ở biên thủy đại khư có thể nhìn thấy hắn. Chỉ tiếc là, hắn lại trở thành kẻ địch của Duyên Khang ta. Hắn nói tới chỗ này, toàn bộ lôi vân, tia chớp, trăm vị ma thần, lốc xoáy, mưa xối xả ở bầu trời phía trên quân đội Duyên Khang đều biến mất, giữa bầu trời chỉ còn một mảnh mực nước chảy xuống. Cảnh tượng này khiến trong lòng binh sĩ Duyên Khang phía dưới phát lạnh. Những dị tượng khi nãy khiến không biết bao nhiêu người trong bọn họ chết đi, vậy mà chỉ là một ít mực nước. Thành chủ, trong thành có yêu nhân làm loạn. Trong Tương Long Thành, Tần Phi Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng giữa không trung, lập tức xông vào phủ thành chủ, tìm Tư bà, nói: tên yêu nhân làm phép ngăn cản đại quân Duyên Khang ta này thực lực siêu quần, ẩn giấu ở hiệu sách trong thành, kính xin thành chủ chém giết yêu nhân. Sắc mặt Tư bà âm trầm, lạnh lùng nói: vẫn còn có yêu nhân loại này, dám làm loạn trong lãnh địa của ta, thật là to gan. Tần tiểu tướng quân yên tâm, bản tọa liền đi chém hắn. Dứt lời, khi thế hùng hổ đi thẳng đến hiệu sách, Tần Phi Nguyệt theo sát phía sau. Đến hiệu sách, người đã đi lầu trống trơn. Video Mục Thần Ký, theo mình để bên dưới nội dung trong danh sách phát. Đăng ký kênh, chia sẻ để nhận thông báo video mới nhất từ KiWi Truyện.